Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Bụi Phố xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện được viết bởi tác giả Ngọc Hằng có tựa đề Vô Phúc. Và nội dung của câu chuyện này có nội dung như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện này nhé. Tâm An xin chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ xin được gửi đến cho quý vị trọn bộ câu chuyện Vô Phúc, tác giả Ngọc Hằng. Như vừa mới thức dậy sau một đêm mệt mỏi, cô nhìn thấy chồng mình ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi làm. Có vẻ như vội vàng lắm. Nhìn thấy anh như vậy, Như lên tiếng hỏi ngay. Anh làm cái gì mà đi làm vội vàng quá vậy? Hay lên đấy kiếm con nào? Hay là đi làm cái gì mà đi cho sớm, rồi không định ăn cơm à? Phi chỉnh lại cái cà vạt trên cổ của mình, rồi quay sang nhìn vợ. Nói năng lung tung cái gì đấy? Tìm con nào là làm con nào? Bộ nhìn anh giống mấy cái loại người ham gái đứng ngoài đường lắm hay sao? Dạo này em cứ hay trao hỏi linh tinh, em không tin tưởng anh gì. Như chống tay ngồi dậy rồi tiếp tục nói ngay. Tin tưởng hay không thì làm cái gì? Em ấy đang giữ chồng mà thôi. Bên ngoài thiếu gì gái, lại gặp thêm mấy cái loại phụ nữ thích đi quyến rũ chồng người khác thì ai mà biết được. Với lại đàn ông mấy người thì thích gái gú lắm. Chối với cãi cái gì? Phi thấy vợ mình giữ nguyên quan điểm nên chỉ lắc đầu rồi xách cặp đi làm. Cô thấy anh không thèm ăn cơm ở nhà thì cũng mặc kệ. Cô vệ sinh cá nhân xong thì sang phòng gọi hai cô công chúa nhỏ của mình. Mỹ với Thủy, thức dậy đi con. Thức dậy để còn ăn sáng, rồi mẹ đưa hai đứa con đi học. Nào, dậy đi. Hai cô nhóc bị mẹ mình làm phiền giấc ngủ thì có phần khó chịu, mở mắt thức dậy. Nhưng con nít thì thức dậy phải tốn một chút thời gian. Cô phải lần lượt đỡ từng đứa ngồi dậy, rồi dắt vào trong nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt cho đàng hoàng một chút. Cô và Phi kết hôn với nhau tính tới nay cũng hơn 10 năm rồi. Hai người có với nhau hai cô con gái. Mà đây cũng chính là lý do cô sợ anh đi ra ngoài ngoại tình. Bố mẹ của anh thì khá thích con trai. Với lại Phi cũng là con trai duy nhất trong nhà. Bố mẹ anh mong muốn cô và anh có thể sinh cháu nội cho hai ông bà. Nhưng mà dưới sự kỳ vọng của gia đình chồng, cô lại sinh ra hai đứa con gái. Làm gì mà sinh được cháu đích tôn cho ông bà chứ? Có người bảo cô là đàn bà phụ nữ như vậy thì rất dở, không biết đẻ con, đẻ cái cho nhà chồng. Mỗi lần chồng cô và cô gặp mặt họ hàng hai bên này kia thì thấy mấy anh mấy bác cứ khoe cháu trai, con trai đủ thứ. Phi lần nào cũng cười trừ cho qua chuyện, nhưng mà cô để ý thấy chồng cô đúng là hơi buồn. Nhưng cô chẳng biết phải làm thế nào. Nhỡ như lựa lời không đúng thì vợ chồng lại sinh chuyện với nhau. Bản thân cô cũng buồn lắm, cũng tủi thân lắm mỗi khi nghe mấy lời nói đó. Phụ nữ cũng là con người, chứ có phải là máy đẻ đâu mà suốt ngày phải đẻ con trai. Cô cũng muốn mình có một đứa con trai cho tròn bổn phận, nhưng mà cô đâu thể nào quyết định được giới tính của con. Điều này rõ ràng phụ thuộc vào chồng cô còn gì. Với lại trong mắt của cô thì con trai hay là con gái đều là con. Nếu như trên đời này chỉ cần con trai thì con gái phải làm sao? Mà nếu không có phụ nữ thì lấy cái gì mà sinh con? Tối ngày cứ phân biệt con trai với cả con gái. Thế mà cái tư tưởng này đang còn tồn tại trong gia đình của chồng cô. Nhưng mỗi lần cô kể mấy chuyện này cho chồng mình nghe thì anh chỉ cho qua chuyện thôi. Cô cảm thấy anh đúng là có chút giống những người đó. Anh khá là trông mong có được một đứa con trai cho giống với người ta. Cộng thêm áp lực từ ba mẹ anh nữa. Hai lần cô đi siêu âm, anh cũng mở miệng hỏi là con trai hay là con gái, làm cho cô thất vọng vô cùng. Hai đứa ăn sáng, rồi mẹ chở hai đứa đi học nhá. Mẹ ơi, hôm nay ba đi đâu rồi à? Sao ba không ăn sáng ở nhà với mẹ con mình à? Như cởi cái tạp dề ra rồi trả lời con gái. Ba con đi làm từ sớm, mà chắc là ba ăn ở công ty. Thôi, các con không cần phải lo. Nhớ ăn cho hết phần của mình, nghe chưa? Không được bỏ lại cơm thừa đâu đấy. Hai đứa nhỏ đồng thanh dạ một tiếng. Cô chỉ gật đầu rồi lên phòng thay đồ. Buổi sáng nào cô cũng phải nấu bữa sáng, rồi còn tất bận đưa con đi học, sau đó lại lái xe đến công ty đi làm. Như chỉ lo nấu bữa sáng cho hai đứa con của mình, nên chả mấy khi có thời gian ăn ở nhà. Đa phần là sau khi cô đưa các con đi học thì lại ghé công ty ăn sáng. Nhưng có những ngày cô mệt, thức muộn, cho nên không có đủ thời gian để ăn sáng. Nhưng điều làm cô cảm thấy khó chịu hơn hết chính là chồng của cô. Anh chả bao giờ đảm đương cái trách nhiệm đưa đón con đi học. Trước giờ anh ăn sáng xong thì liền đi làm, để hai đứa nhỏ lại cho cô tự lo. Có chuyện gì trong trường, trong lớp cũng là do một mình cô đảm đương. Từ việc họp phụ huynh cho đến mấy việc bố mẹ tham gia hoạt động ngoại khóa. Nếu như hôm đó cô bận không đến thì chả có ai đến. Phi nhất quyết không đến. Đôi lúc cô tự hỏi rằng có phải vì hai đứa nhỏ đều là con gái nên anh mới tỏ thái độ như vậy. Chứ nếu như là con trai thì anh sẽ nhiệt tình, vô cùng yêu thương. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trong lòng cô, và cô cũng không hy vọng đó là sự thật. Bây giờ đứa con gái lớn đã được 9 tuổi, đang đi học lớp 3 rồi. Còn đứa con gái nhỏ 7 tuổi và đang học lớp 1. Hiện giờ hai đứa đi học cùng trường còn nữa. Chứ lúc trước một đứa học tiểu học, một đứa học mẫu giáo, làm cô cảm thấy rất mệt. Phải chạy đi chạy lại hai trường khác nhau. Đã thế mà chồng cô còn giao hết trách nhiệm cho cô. Dù gì anh cũng là bố của hai đứa nhỏ cơ mà. Cũng may là cô không phải sống cùng với bố mẹ chồng. Chứ nếu cô mà phải sống chung với bố mẹ chồng, chắc là cô không chịu được mất. Như thay xong bộ quần áo, sửa soạn đầy đủ để đi làm, thì hai đứa con gái của cô cũng ăn sáng xong xuôi. Cô dọn chén sang một bên, sau đó chờ hai con mình đi học. Đến trường rồi đây, hai công chúa của mẹ nhớ học hành chăm chỉ đấy nhá. Vâng ạ, bọn con chào mẹ. Cô nhìn dáng vẻ hai chị em nắm tay nhau đi vào trong lớp học mà mỉm cười vui vẻ. Hai đứa biết yêu thương nhau là cô mừng lắm rồi. Sợ nhất là anh chị em trong nhà mà còn đấu đá nhau. Nhưng cũng may hai đứa nhỏ này của cô rất hòa thuận và yêu thương nhau. Như quay đầu xe rồi tới công ty làm việc giống như mọi ngày. Nhưng hôm nay có thông báo mới từ cấp trên rằng chi nhánh bọn họ đang làm việc sẽ có giám đốc mới đến quản lý. Còn vị giám đốc hiện tại sẽ chuyển chi nhánh đến quản lý nơi khác. Nhận được thông báo này khiến cho không ít nhân viên nháo nhào bàn tán với nhau. Giám đốc làm việc ở đây đã hơn 5 năm. Bây giờ không rõ lý do gì mà chuyện địa điểm công tác. Công ty chia làm hai hướng suy đoán. Thứ nhất là phía lãnh đạo và giám đốc có vấn đề gì đó nên mới làm như vậy. Thứ hai thì do việc cá nhân nên giám đốc chủ động muốn chuyển sang nơi khác. Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì mọi người cũng hơi buồn, gắn bó với sếp lâu lắm rồi. Bây giờ tự nhiên lại thay đổi cấp trên, không biết tương lai sẽ như thế nào, rồi tính tình của người sếp mới ra sao, cách làm việc thế nào. Cái gì cũng mới, sợ là trong thời gian đầu hơi khó thích nghi. Như chỉ nhận thông báo rồi cô tiếp nhận, cô không có nghĩ nhiều, bởi vì công việc của cô ít khi tiếp xúc với giám đốc. Tài liệu hay deadline gì đó đều trình lên cho bên trưởng phòng trước. Hôm đó cô tan ca như mọi ngày, vừa mới dắt xe ra khỏi bãi đậu, chuẩn bị ra về thì trời đột nhiên đổ mưa. Như tặc lưỡi. Sao mà xui thế này, tự nhiên trời mưa, làm sao mà đón được hai đứa đây? Cô lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi cho chồng. Phi bắt máy khiến cô mừng lắm. Anh à, anh... Như còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia vang lên một giọng khá bực bội. Có gì về nhà nói chuyện sau nhé, anh đang bận. Nói xong anh liền cúp máy, khiến cho cô chưa kịp phản ứng. Cảm giác rất là thất vọng. Thân làm chồng mà vợ gọi đến lại liền tỏ thái độ. Rốt cuộc trong lòng anh xem cô là cái quái gì chứ. Như thở dài, biết không thể nào nhờ chồng được, cô đành đứng đó đợi xem mưa có vơi đi phần nào hay không. Nhưng 10 phút trôi qua, mưa không giảm mà còn mưa lớn. Bất đắc dĩ cô nàng đành lần lượt điện cho giáo viên chủ nhiệm của hai đứa nhỏ để nhờ giáo viên trông chừng con. Khoảng gần 20 phút sau thì mưa mới nhẹ hạt một chút. Thấy mưa vơi đi, cô vội vàng đến trường và đón con. Lúc cô đến nơi, may mắn trời cũng vừa mới tạnh. Đợi mẹ có lâu lắm không? Dạ không, mẹ ơi mình về đi, con đói bụng lắm rồi. Được rồi, mẹ con mình về nhà ăn cơm nhá. Trên đường về cô còn chở theo hai đứa nhỏ, ghé vào trong chợ mua đồ ăn về nhà nấu cơm. Không chừng giờ này Phi còn đang nằm ở nhà để chờ cô. Mấy mẹ con đang trên đường về thì cô nhận được điện thoại của Phi. Alo, em nghe. Giờ này rồi mà tại sao còn chưa về? Rồi không định cơm nước à? Con cái có đón gì? Trời đất ơi, sao mà lâu thế? Nay bố mẹ ghé nhà mình ăn cơm đấy, mà giờ này còn chưa về. Bố mẹ khó chịu ra mặt rồi kia kìa. Nghe mấy lời chất vấn của chồng, Như dần dần trở nên khó chịu. Nhưng cô không có thời gian để cãi nhau qua điện thoại với chồng. Cô chỉ một tiếng rồi tắt máy, sau đó nhanh chóng chạy xe về. Vừa về đến nơi, cô nhìn thấy cái gương mặt không mấy vui vẻ của bố mẹ chồng. Hai đứa con gái cũng có chút khép nép, đồng thanh lên tiếng. Con chào ông nội, con chào bà nội. Ông bà nội đến thăm, nhưng dường như không có chút hứng thú nào với cháu. Chỉ một tiếng, rồi bảo hai đứa cháu gái lên phòng thay đồ. Chờ hai đứa nhỏ được Phi dẫn lên phòng, mẹ chồng lập tức lên tiếng trách mắng Như. Đàn bà phụ nữ, mà chồng về đến nhà biết bao lâu rồi, bây giờ cô mới về. Rồi cô định cho thằng Phi với hai đứa bé nó nhịn nói luôn có phải không? Hôm nay tôi qua đây mới biết được tình cảnh này đấy. Bình thường không chừng còn hơn như thế này có phải không? Dạ thưa mẹ, hôm nay trời mưa nên con mới về muộn. Với lại tan ca xong con phải chạy qua đón hai đứa nhỏ, rồi còn phải đi chợ mua đồ về nấu cơm. Con đâu phải siêu nhân mà mẹ bảo con về sớm như anh Phi chứ. Anh ấy tan ca đi về chứ có cần làm gì đâu, có đưa đón con đâu à? Chả về sớm hả mẹ? Bị Như trả lời như vậy khiến cho bà cứng họng. Trong lòng bà ta vô cùng cay cú. Cô thân làm vợ thì mấy cái việc chăm sóc con cái nội trợ thì cô phải tự mình xoay sở chứ. Cô muốn nhờ vả ai? Nó đi làm vất vả, cô còn muốn đày đọa nó à? Con đâu có đày đọa chồng con. Việc con tự xoay sở nên con cần phải thời gian chứ mẹ. Con đâu phải là thần thánh có ba đầu sáu tay đâu. Lúc lo việc này lúc chạy việc kia, mà đúng giờ về lo cơm mãi được đâu mẹ. Cô làm con dâu kiểu gì thế? Mẹ chồng nói một câu cô cãi 10 câu. Cô không xem mẹ chồng cô ra gì có phải không? Con chỉ đang nói lên điều mà con muốn nói thôi, chứ không cãi cọ gì với mẹ. Con xin phép, con vào bếp nấu cơm. Như lách người đi thẳng vào sau bếp, để lại mẹ chồng với gương mặt vô cùng bực tức. Ông xem đi, cái thứ con dâu nhà này nó như vậy đấy, chả xem ai ra gì. Ôi giời ơi, nó muốn chọc tôi đến tức chết. Thôi bà cứ bình tĩnh, kệ nó. Nay mà mình có việc mới phải sang đây ăn, chứ có phải là muốn ăn cơm ké gì nhà nó. Sau này không qua nữa. Ôi giời, cho đỡ phải cãi nhau. Rồi bình thường nó chăm sóc thằng Phi kiểu gì, khổ thân con trai tôi. Đi lấy vợ, mà lấy phải con vợ thế này thì... Bà cố tình nói lớn lên cho tôi nghe, nhưng mà Như chả thèm quan tâm. Cô biết gia đình chồng không có thiện cảm gì với cô. Gần như lần nào gặp mặt là có chuyện xảy ra. Không chuyện lớn thì chuyện nhỏ. Gặp mặt mẹ chồng thì cô không bao giờ yên ổn với bà. Nhưng mỗi lần như vậy, cô cần nhất là những lời an ủi động viên hay đơn giản là cái ôm từ chồng cô. Nhưng mà Phi chưa bao giờ đáp ứng. Có khi anh còn đứng về phía mẹ mình để chỉ trích cô. Như thực sự không biết nói sao với chồng. Thôi thì tùy anh vậy. Không bao lâu thì cô nghe được tiếng Phi dẫn hai con gái xuống nhà dưới. Cháu đến nhưng ông bà chẳng mấy bận tâm, chỉ bật tivi lên cho hai đứa nhỏ xem rồi tập trung nói chuyện với Phi. Ở tận bếp mà cô còn nghe được tiếng mẹ chồng cô kể lể chuyện ban nãy cho chồng cô nghe. Anh còn gật gù bảo rằng do tính tình của cô không tốt nên mới như vậy. Cô nghe xong có chút buồn trong lòng. Cả nhà an nhàn ngồi chơi trong phòng khách. Chỉ có một mình cô phải cắm đầu cắm cổ ở đây nấu cơm, lo cho một đám người không ra gì. Đến khi cơm nước xong xuôi, một mình cô lại phải dọn ra. Mẹ chồng vừa mới ăn được một lúc thì lại chép miệng, chê khen đủ thứ. Thằng Phi nó đi làm về, nó mệt lắm rồi. Mà tay nghề nấu ăn của cô thế này thì làm sao mà nó ăn được? Cô nấu cơm vậy mà cô xem được à? Chắc là mẹ ăn không hợp khẩu vị con nấu. Chứ con thấy nấu ăn bình thường, chồng con với hai đứa nhỏ, không có ai kêu ca gì. Ý của cô là do tôi khó ăn khó ở với cô có phải không? Dạ thưa mẹ, con không có ý đó. Bà quay sang nói với con trai. Con xem vợ con đi, Phi ơi là Phi. Thái độ của nó nói chuyện với mẹ chồng như thế đấy. Phi hơi cau mày, lúc này mới nắm tay cô, kéo kéo cô, ý bảo cô nhún nhường mẹ anh một chút. Nhưng mà như bực bội lắm, cô lười cãi nhau với mẹ chồng, nhưng mà cô cũng không muốn to tiếng. Chứ nếu như cô thực sự muốn cãi, thì không chỉ nói mấy câu nhẹ nhàng như thế này đâu. Hôm đó bữa cơm của cả nhà không vui vẻ chút nào, cứ liên tục nghe tiếng mẹ chồng càm ràm mà khiến cho cô đau đầu. Bố chồng thì im lặng, thi thoảng bảo với bà bớt nói, nhưng mà bà có chịu nghe đâu. Lâu lâu thì nói chuyện với Phi. Hai đứa nhỏ bình thường mỗi khi ăn cơm nói chuyện díu dít kể lể. Thế mà ngày hôm nay chả có đứa nào nói chuyện. Đến khi bố mẹ chồng cô về, hai vợ chồng mới xảy ra chuyện với nhau. Em dọn dẹp đi, rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Anh lên phòng trước đây. Hai đứa lên phòng đi con. Anh Phi này, anh đứng lại đi. Em có chuyện này muốn nói với anh. Có chuyện gì ngày mai vợ chồng mình nói sau có được không? Anh mệt, anh phải nghỉ ngơi. Cô nghe xong bực bội ra mặt, lớn tiếng. Sao anh cứ phớt lờ em? Cái lúc em cần anh ấy, thì anh chỉ có mệt mệt. Anh luôn bỏ em một mình và tự giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng mà anh mệt thật. Anh muốn được nghỉ ngơi. Ban nãy trời mưa em gọi cho anh, định nhờ anh tới đón con. Ai ngờ anh bảo anh bận. Anh để em một mình tự lo hết. Đã vậy anh còn hối em về nhà nấu cơm. Từ trước tới giờ cái gì cũng em làm. Anh về nhà anh đói không biết tự nấu cơm à? Em là vợ chứ không phải là ô xin của anh. Đột nhiên bị vợ trách mắng làm Phi có phần lúng túng. Anh gãi đầu gãi tai, không biết nên nói làm sao. Mà thực sự thì anh cũng quen với việc về nhà cô cơm nước đợi sẵn rồi. Vợ chưa về thì đợi về vợ nấu, chứ anh có biết nấu đâu. Sao anh không nói gì đi? Con người tại sao lại vô tâm như thế? Bà mẹ anh không thích hai đứa nhỏ, em nhìn một cái là biết ngay. Chỉ vì em đẻ con gái nên bà mẹ chả yêu thương gì mình. Nhưng mà anh là chồng em, chả nhẽ anh cũng vậy sao? Không phải thế. Em biết rồi đấy. Mẹ anh trước tới giờ tính tình không được tốt, cộng thêm mấy việc con cháu, cứ nên là càng ngày bà càng khó chịu. Bây giờ em cứ một ăn thua với mẹ anh thì làm được cái gì đâu. Cố gắng nhịn cho qua đi, dù gì lâu lâu bà mẹ mới qua ăn cơm một lần. Em hiểu tính tình của mẹ anh chứ, nhưng mà anh nhìn lại anh đi. Không bao giờ anh nói tiếp cho em hay là bênh vực em điều gì. Anh có biết là mấy hành động vô tâm đó của anh làm cho em buồn lắm không? Anh chỉ cần bênh vực em một lần thôi thì em không bực như thế này. Thôi được rồi, anh hiểu rồi, anh xin lỗi. Sau này anh sẽ để tâm và quan tâm đến em. Như vậy được chưa? Thôi không sao đâu, hôm nay anh dọn dẹp giúp em. Đừng buồn. Anh thật lòng xin lỗi nhá. Nói xong Phi vội vàng chạy tới, ôm chầm lấy Như và dỗ dành các thứ, hy vọng cô mau tha thứ cho mình. Như thực sự rất yêu gia đình mình, nên chỉ cần anh dỗ dành rồi cưng chiều cô một chút, ngay lập tức cô đã siêu lòng. Hai vợ chồng ở trong bếp cùng nhau rửa bát. Lâu lâu mới có một lần Phi động tay vào mấy chuyện này. Mà đúng hơn ấy, thì là mỗi lần hai người cãi nhau hay xảy ra chuyện thì anh mới chịu vào bếp giúp cô. Tối đó coi như hai vợ chồng làm lành với nhau, mọi thứ lại về đúng với vị trí của nó. Đầu tuần sau theo đúng như thông báo thì sếp mới đến. Cô đi làm mà nghe mọi người bàn tán, tận mấy ngày sau mới hết. Đa phần thì mọi người đều muốn biết sếp mới của mình là người khó hay là dễ. Chỉ bị sếp chơi đày, cho nên phải cố gắng lấy lòng từ những ngày đầu tiên. Như đỗ xe vào bãi đậu xe như mọi ngày. Cùng lúc đó cô thấy một người đàn ông dáng người cao ráo và mặc vest bước ra từ chiếc ô tô màu đen. Trông vô cùng sang trọng. Anh ta cởi cặp kính râm của mình rồi cầm cái cặp ung dung bước vào trong công ty. Như đoán được đây chính là vị cấp trên mới của mình. Nhìn mặt anh ta rất lạ. Đã vậy còn có dáng người rất chuẩn chỉ, dáng đi ngẩng cao đầu. Đó chính là của những người lãnh đạo. Cô thấy anh ta bước đi không tồi. Chắc là lại làm cho mấy cô nhân viên một phen nháo nhào cho mà xem. Không biết là có bạn gái hay là chưa. Mà cô không nên quá tò mò. Cô bước vào công ty dùng bữa sáng như mọi ngày. Như chỉ vừa với mang phần cơm của mình ngồi vào bàn thì có một đồng nghiệp đi tới. Chị Như, lúc nãy chị thấy anh giám đốc mới chưa? Em mới thấy anh ấy bước vào dưới sảnh, đẹp trai thật đấy, chắc là em ngất mất thôi. Như nhìn Vân rồi cười nhạt. Lần nào thấy trai đẹp là mày cứ tươm tớp lên, mê lắm hay sao? Tất nhiên là phải mê rồi chị, đã đẹp trai lại còn cấp trên của mình thì quá tuyệt vời. Mà chị nghĩ xem, anh ấy có bạn trai hay là bạn gái chưa? Hay, mấy chuyện đấy làm sao chị biết được? Mới sáng sớm, chị nhìn thấy em mê trai rồi, bớt lại dùm đi, lo mà làm việc. Người ta bảo là mê trai, đầu thai không hết mà chị. Hai người đều bật cười khanh khách. Như nhớ lại thời gian mình còn trẻ, mình cũng không khác Vân là mấy. Nhưng khi có chồng rồi thì mấy chuyện đó cô phải thay đổi. Lập gia đình rồi mà còn nhìn trai thì người ta lại bảo mình là đàn bà lẳng lơ, chả ra cái gì, đúng là không hay cho lắm. Cô bây giờ cũng 35 rồi, đâu còn trẻ trung gì nữa. Sau khi dùng bữa sáng xong, cô trở về phòng mình làm việc như mọi ngày. Như ở trong công ty này không phải là nhân viên gì nổi bật, cô chỉ như bao nhiêu người khác, đi làm rồi về nhà, cuối tháng nhận lương. Nhưng cũng nhờ cô là nhân viên lâu năm của công ty, nên lương của cô đã chạm mức 20 triệu. Nếu như cô có thời gian tăng ca, tích cực nhiều hơn nữa, thì không chừng sẽ ngồi ở vị trí cao hơn. Nhưng cô còn có gia đình, có con cái, cô tăng ca thì về muộn, cơm nước công việc nhà, ai lo đây? Vì thế Như chỉ an phận là một nhân viên bình thường, dựa vào kinh nghiệm của mình mà chăm chỉ để được tăng lương, chứ cô chẳng tham danh vọng gì nữa. Hôm đó mọi người đều truyền tay nhau về người giám đốc mới. Mặc dù cô không tham gia vào mấy cuộc nói chuyện bàn tán đó, nhưng mà cô biết anh giám đốc này tên là Dũng. Nhưng có chuyện làm cô bất ngờ hơn là năm nay anh 36. Lúc đó cô nhìn thấy anh còn tưởng rằng anh chưa tới 30. Chắc là người có tiền nên có nhiều cơ hội chăm chút bản thân, nhờ vậy nên mới trông trẻ như vậy. Nhưng nào ngờ Dũng lại lớn hơn mình một tuổi sao? Chồng cô năm nay cũng 36, nhưng so với Dũng thì đúng là một trời một vực. Lúc trước thì Phi là một thằng béo phì chính hiệu, cũng do lúc nhỏ anh được bố mẹ chiều chuộng ăn quá nhiều nên mới thành ra như vậy. Sau này đi tập thể hình rất nhiều thì mới gầy được một chút. Tuy là bây giờ chồng cô đỡ hơn lúc trước rất nhiều, nhưng mà so với mấy người khác thì anh vẫn mập. Ở trong công ty có mấy lần cô chạm mặt sếp trong nhà ăn, nhưng cô không nói chuyện với sếp. Nhìn thấy ánh mắt đắm đuối mà nhân viên dành cho Dũng thì cô thầm cảm thán trong lòng. Mấy cô này không chỉ thích người đẹp mà còn mê người giàu. Bà giám đốc có hẳn hai thứ. Mấy ông này chắc là chúng tiếng sét ái tình cả rồi. Hôm đó khi cô đang cắm mặt cắm mũi xem tài liệu mà trưởng phòng vừa đưa cho cô đi chỉ cúi đầu nhìn tài liệu và không để ý xung quanh. Vô tình cô va phải Dũng. Đống tài liệu rơi tứ tung. Xin lỗi giám đốc, tôi không cố ý. Không sao, không sao. Dũng cúi xuống nhặt giúp cô tài liệu và không quên nhắc nhở cô. Đi đứng cẩn thận một chút, tài liệu cứ từ từ rồi xem. Vâng, cảm ơn giám đốc, xin lỗi. Không có gì. Lần đầu tiên được tiếp xúc và nói chuyện với Dũng, cô thấy mình gây ấn tượng không được tốt lắm. Nhưng được nói chuyện qua một lần thì cô cảm thấy Dũng là một người khá lịch sự, có vẻ không phải là người quá khó tính. Đã vậy mà trên người anh còn có một mùi hương vô cùng dễ chịu, nhưng cũng đầy vẻ nam tính. Bình thường Như vẫn đi làm, tan ca đón con. Buổi chiều hôm đó sau khi tan ca thì cô đi đón hai cô bé nhà mình. Nhưng hôm nay xe của cô lại xảy ra có chút vấn đề giữa đường, giống như là bị đinh của mấy tên đinh tặc làm cho thủng lốp xe. Cô nhìn cây đinh ghim vào bánh xe mà nhíu mày. Chỉ có thể xuống và dẫn bộ đi tìm một tiệm sửa xe. Một mình cô dẫn chiếc xe máy cũng mất gần 15 phút mới có thể tìm được một tiệm sửa xe. Cô mừng rỡ vội vàng dắt xe vào đó để cho người ta vá lại lốp cho mình. Anh thợ sửa nhìn chiếc xe mà tặc lưỡi. Chị đúng là xui rồi. Cái cây đinh to bự thế này chắc là mất thời gian lắm đây. Cậu ấy dùng dụng cụ lấy đinh ra cho cô xem. Như cũng công nhận là mình xui thật. Chắc là ngày hôm nay lại đón hai đứa con muộn một chút. Cô nhìn đồng hồ trong điện thoại của mình mà trong lòng có chút lo lắng. Không biết là hôm nay đón muộn thì có bị làm sao không? Cô chỉ có 2 đứa con thôi, mà 2 đứa con này chính là tất cả những gì mà cô đang có. Khoảng gần nửa giờ đồng hồ sau, khi mà công việc vá xe mới hoàn tất, cô vội vàng đưa tiền cho anh chàng thợ sửa xe rồi phóng lên xe, như gấp rút tới trường học để tìm con mình. Từ nãy tới giờ cô lại đến muộn mất rồi, không biết 2 đứa nhỏ không thấy mẹ tới có bị làm sao hay không. Mọi ngày thì cả 2 cô nhóc đều đứng trước cổng trường đợi mẹ, nhưng mà bây giờ cô lại không thấy 2 đứa con của cô đâu. Như cố gắng giữ bình tĩnh rồi chạy vào trong trường tìm chú bảo vệ. Chú ơi, chú cho cháu hỏi, khối 3 với khối 1 còn bé nào ở lại trong trường không ạ? Không đâu cô, nó ra hết rồi, mà gần cả tiếng đồng hồ rồi. Cô tìm ai? Dạ, vâng, con cảm ơn chú. Cô nghe như vậy thì trong lòng vô cùng lo lắng. Chả nhẽ 2 đứa nhỏ chờ quá lâu nên tự ý về nhà rồi sao? Rồi bây giờ đang ở đâu chứ? Như có chút mất bình tĩnh, lúc này cô không kịp suy nghĩ gì, liền nhớ đến chồng mình. Cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho Phi. Cuộc thứ nhất, cuộc thứ hai, rồi đến cuộc thứ 3 anh đều không bắt máy. Bây giờ con thì không biết ở đâu, mà chồng thì không liên lạc được. Cô cảm thấy hôm nay đúng là một ngày xui xẻo đối với cô. Cô đi đến mấy nơi gần trường để hỏi han những người gần đó. Cô còn đưa ảnh cho mấy cửa hàng gần đó để hỏi thử xem họ có gặp con hay không. Nhưng người nào người nấy đều lắc đầu. Con người thì không để ý nên không biết. Cô lủi thủi bước ra khỏi quán cà phê mà thở dài. Từ nãy tới giờ chả có ai nhìn thấy 2 đứa nhỏ nhà cô. Khi mà đi gần đến 7 giờ tối, thế mà từ nãy tới giờ cô còn chả nhận được cuộc gọi nào từ chồng mình nữa. Như không biết là anh đang làm cái gì, nhưng mà tại sao cô gọi cho anh gần cả chục cuộc mà anh lại không gọi lại cho cô dù chỉ là một cuộc chứ? Không có chồng bên cạnh thì đành vậy, cô vẫn phải tiếp tục cái việc đi tìm 2 đứa con. Nhưng sau đó 15 phút thì cô lại thấy 2 cô con gái của mình đang ngồi ở một công viên gần trường ăn bánh. Như vội vàng chạy tới, rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy 2 đứa con vào lòng. Cảm giác của một người mẹ khi nhìn thấy con mình là một sự mất mát rất lớn. Bây giờ tìm được con rồi là tốt lắm rồi. Kìa mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Con gái lớn thấy mẹ mình giống như đang khóc, liền lấy tay vuốt lưng cô để an ủi cô. Như nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt của mình, rồi quay sang nói với 2 đứa nhỏ. 2 đứa đi đâu thế này? Có biết là mẹ tìm 2 đứa con vất vả như thế nào không? Con gái út hơi mếu máo. Bọn con đợi mẹ lâu quá nên mới đi mua kem ăn, nhưng mà mua xong lại không nhớ đường về, nên bọn con ở lại đây đợi mẹ. Cô cảm thấy con mình không bị ai đó bắt cóc là chuyện may mắn lắm rồi. Cô không muốn trách móc hay là la mắng 2 đứa con làm gì nữa. Con nít hơi hiếu động cho nên chờ đợi lâu quá, thành ra nó lại đi tìm đồ ăn. Hôm nay xe của mẹ bị thùng lốp cho nên mẹ đến muộn. Sau này các con đừng tự ý đi lung tung, phải đợi mẹ nhớ chưa? Mẹ cứ tưởng 2 đứa bị ai đó bắt cóc rồi, nhớ là sau này không được đi lung tung, nghe chưa nào? 2 đứa đều cúi đầu vẻ mặt hối lỗi, đồng thanh xin lỗi mẹ. Như gật đầu rồi nắm tay 2 đứa nhỏ đi về. Từ nãy tới giờ một mình cô đi tìm con, một mình cô chạy khắp nơi quanh trường. Như có cảm giác mình có chồng mà Như không có. Người ta đồng vợ đồng chồng, còn cô tại sao lại khác thế này chứ? Gọi cho chồng không biết bao nhiêu cuộc, nhưng mà anh chả thèm để tâm tới cô. Ba mẹ con về đến nhà thì cô nhìn thấy chồng mình đang ngồi trên sofa ung dung xem tivi. Cô như muốn phát điên, cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, quay sang nói với 2 đứa nhỏ. Bọn con lên phòng trước, mẹ nói chuyện với ba một chút nhé. 2 cô con gái nhanh chóng chạy lên phòng. Lúc này Phi mới nhìn cô. Hôm nay đưa 2 đứa con đi đâu mà về muộn thế? Nhưng Phi còn chưa kịp hiểu chuyện thì Như lên tiếng quát chồng. Anh còn ngồi đó mà hỏi được tôi sao? Anh có thấy là tôi gọi cho anh hàng chục cuộc hay không? Phi ngơ ngác, rồi lúc này mới cầm điện thoại của mình lên xem thử. Công nhận là vợ gọi cho mình vô số cuộc gọi. À, anh xin lỗi, anh không để ý. Lúc đó anh bận nên anh tắt nguồn điện thoại. Bây giờ anh mới phát hiện ra là em gọi cho anh nhiều như thế. Nhưng mà có chuyện gì em từ từ. Có cần phải lớn tiếng quát nạt anh như thế hay không? Lúc đó em đi đón con, bánh xe bị cán phải đinh, cho nên em mới đến đón con muộn. Nhưng mà em đến trường thì không thấy con đâu. Anh có biết lúc đó em lo cho con như thế nào không? Thế mà em gọi cho anh không được. Anh có phải là chồng của em nữa không? Phi thấy vợ mình đang nổi điên. Trước giờ anh biết là cô rất yêu thương con mình. Không tìm thấy con nên cô mới lo lắng như vậy. Chẳng phải bây giờ tìm được con rồi sao? Em còn lo cái gì? Với lại cái này anh đâu có biết. Anh bận công việc nên phải tắt nguồn. Mà anh có muốn đâu. Bây giờ em lại muốn cãi nhau với anh à? Cô thấy anh nói chuyện bình thản như vậy thì lại càng thêm bất mãn. Nếu như cô không tìm được con thì cô làm sao mà sống nổi chứ? Anh đang suy nghĩ cái gì mà anh nói như thế? Dù gì hai đứa nhỏ đều là con ruột của anh cơ mà. Nếu như nó mất tích thật thì phải làm sao? Anh có phải là ba của tụi nó không? Thì anh đúng là ba của tụi nó. Nhưng mà anh nói đâu có sai. Em tìm ấy, thì em tìm được rồi còn gì nữa. Chừng nào không tìm được rồi tính sau. Như không còn lời nào để nói với chồng mình. Chả bao giờ thấy anh quan tâm chăm sóc hai đứa con của mình. Đúng như cái danh nghĩa của một người cha. Không lẽ là vì đây là con gái cho nên anh mới đối xử như vậy sao? Anh là ba của hai đứa nhỏ mà anh nói chuyện kiểu đó sao? Nếu như nó là con trai thì chắc là anh rất vui mừng và cưng nựng rồi, có phải hay không? Phi quay mặt sang hướng khác, không nhìn đến vợ, bởi vì anh đã bị cô nói trúng tim đen. Nếu như vợ anh sinh được hai thằng con trai thì mọi chuyện đã khác, đâu cần phải như thế này chứ. Như thấy chồng mình không lên tiếng phản bác thì cô hiểu được ý của anh rồi. Vậy là đúng rồi. Anh cổ hủ như vậy sao? Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn cái chuyện trọng nam khinh nữ chứ? Con nào mà chả là con. Không nhẽ con trai thì được thương được chiều, còn con gái thì không à? Thật ra ý anh không phải vậy. Chỉ là anh là con trai một trong nhà. Em hiểu rồi đấy. Với lại em thấy rồi đấy, ba mẹ anh ham cháu trai tới mức nào. Ai ngờ em chỉ sinh được hai đứa con gái. Ba mẹ anh còn bảo hay là sinh thêm một đứa nữa kia kìa. Anh thấy hai đứa tôi nuôi chưa đủ cực à? Tại sao còn đòi sinh thêm con? Một tay tôi lo cho hai đứa con bù đầu bù cổ. Có bao giờ anh đưa đón con, anh chăm sóc hai đứa con hộ tôi chưa? Suốt ngày đòi sinh con trai đẻ con trai. Đẻ con trai ra được cái gì? Có được vàng không? Nói rồi cô bực bội đi lên phòng tắm rửa thay đồ. Thế hệ của ba mẹ chồng cổ hủ. Cô không nói làm gì, nhưng mà không ngờ chồng mình lại cũng nghe theo. Nếu mà sinh thêm đứa thứ ba siêu âm cũng là con gái thì chả nhẽ chồng cô bắt cô đi phá thai à? Cô chả hiểu được mấy người này đang suy nghĩ cái gì trong đầu mà lại nói ra mấy lời như vậy chứ. Tối đó hai vợ chồng ngủ cùng nhau nhưng lại đưa lưng về hai phía khá là xa cách. Vì mới cãi nhau câu chuyện này nên không ai thèm nói chuyện với ai hết. Phi là người khá sĩ diện nên rất hiếm khi anh chủ động nói lời xin lỗi vợ. Đa phần đều là chờ cho thời gian làm câu chuyện qua đi và xem như chưa có gì xảy đến. Thi thoảng cô còn cảm thấy chồng mình là người hơi gia trưởng. Anh thường không muốn nghe cô và không bao giờ làm theo những gì mà cô góp ý. Nhưng với tư tưởng của một người phụ nữ hiện đại như cô thì cô không thích chút nào và cô sẵn sàng cãi tay đôi với chồng để giành quyền lợi về cho mình. Cô không ép chồng phải nghe theo lời mình, nhưng vợ chồng với nhau thì phải san sẻ và thấu hiểu cho nhau. Đối với cô thì không bao giờ có cái chuyện chồng nói gì vợ nghe đó. Muốn làm cái gì đều phải bình đẳng hết. Sáng hôm sau như mọi ngày, cô đưa con đi học rồi đến công ty. Nhưng hôm nay khi ở trường của con thì cô lại gặp được Dũng, cấp trên của cô. À, chào giám đốc. Đây là con trai của giám đốc à? Không phải đâu, đây là con của anh tôi. Hôm nay vợ chồng anh ấy có lịch công tác nên nhờ tôi đưa đón thằng bé. Còn cô đến đây chắc là đưa con đi học có phải không? Dạ vâng, tôi đưa hai đứa con gái nhà mình đi học. Dũng gật đầu. Anh không biết rõ Như là ai, nhưng gọi anh bằng giám đốc chắc chắn là người làm chung công ty. Mà cô tên là gì? Tôi chỉ mới đi làm ngày hôm qua cho nên tôi không thể nào nhớ hết được nhân viên trong công ty. Thành thật xin lỗi cô. Dạ không có gì. Tôi tên là Như, là nhân viên bên phòng kế toán. Thì ra là như vậy. Hôm qua tôi chỉ giải quyết chút việc cơ bản, với lại đi tham quan công ty một vòng, cho nên tôi chưa quen biết nhiều. Cô làm việc ở công ty này lâu chưa? Tôi làm 7 năm rồi, tràn trề kinh nghiệm rồi thưa giám đốc. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thi thoảng lại nở một nụ cười. Khi đi ra tới ngoài xe thì hai người cũng lên đường tới công ty. Cô đến công ty ngồi vào bàn làm việc như mọi ngày. Vân mang đến cho cô một ly cà phê sữa. Hôm nay em mời chị. Em biết là chị không thích quá đắng nên em mua cà phê sữa cho chị. Chị thấy em có chu đáo không nào? Được, em rất chu đáo. Cảm ơn Vân nhé. Nhưng mà tại sao hôm nay lại có hứng mua cà phê cho chị? Tốt bụng đột xuất đấy nha. Hay cái chị này buồn cười. Chị làm như bình thường em không tốt ý. Hôm nay bạn em mới khai trương bán quán cà phê nên em tới ủng hộ cho bạn ý. Đột nhiên đến nhà chị hôm trước, thấy chị thích cà phê nên em mua cho chị. Chị mà thấy ngon thì nhớ đến ủng hộ nhá. Thì ra là quảng cáo dùm cho bạn. Tốt bụng quá. Em cho chị thì chị cảm ơn. Hôm nào có dịp chị ghé qua ủng hộ nhá. Lúc này Vân lại kéo ghế tới gần với cô hơn một chút, tiếp tục câu chuyện. Hôm qua chị ạ, em có thấy giám đốc của mình ghé vào trường tiểu học để đón con nít. Có khi nào giám đốc có vợ rồi không chị? Giám đốc chưa có vợ đâu em. Sao chị biết ạ? Lúc sáng chị đưa con chị đi học, gặp giám đốc đưa một cậu bé đi học. Chị thấy vậy nên hỏi thử. Anh ấy bảo đấy là con trai của anh trai, mà gia đình anh trai bận nên nhờ anh ấy đưa đón con, chứ anh ấy chưa có vợ đâu. Vân nghe như vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm. Thế mà em cứ tưởng giám đốc có vợ. Nếu mà có vợ rồi thì em hết cơ hội. Cũng may là giám đốc còn độc thân. Đây là lần đầu tiên em quyết định theo đuổi một người. Chị nghĩ xem em có thành công không? Cái này chị không biết. Dù sao thì chuyện tình cảm khó nói lắm. Nhưng mà nếu em thích, em cứ mạnh dạn lên. Nhỡ như em thành công rồi hai người yêu nhau thì sao? Cho dù thế nào thì phải cố gắng thử một lần cho biết Vân à. Đúng là người lập gia đình rồi nên cái gì chị cũng biết hết. Em phải thử xem thế nào mới được. Nhưng nghe xong chỉ lắc đầu rồi cười. Cô còn lạ gì cái tính cách này của Vân. Vân còn trẻ nên còn rất nhiều hứng thú với chuyện yêu đương. Còn cô thì mệt lắm rồi. Tuy là bây giờ cô lập gia đình nhưng lại không mấy hạnh phúc vì cái chuyện con gái con trai. Không biết tương lai của cô như thế nào, nhưng mà Như hy vọng là mình sẽ có được một hạnh phúc bên cạnh gia đình nhỏ của mình. Bởi vì chuyện hôm qua nên ngày hôm nay cô cố gắng đón con đúng giờ. Ba mẹ con vui vẻ về nhà ăn cơm cùng nhau. Như vừa mới bày dọn cơm nước lên bàn thì chồng cô cũng về tới. Thấy gia đình đầy đủ nên anh ta cười cười và lên tiếng. Từ từ chờ ba một chút nhé. Ba đây thay quần áo tắm rửa xong rồi ba ra ngoài ăn cơm cùng với ba mẹ con. Hai cô con gái gật đầu chờ đợi. Phi bỏ lại cái điện thoại cho hai đứa con gái của mình chơi game. Anh mở sẵn mật khẩu và đưa cho hai con. Lúc này ánh mắt của cô cũng nhìn trúng chiếc điện thoại đó. Cô bảo với con gái. Con đưa mẹ, mượn điện thoại của ba một chút. Để làm gì thế mẹ? Bọn con đang chơi game mà. Đưa cho mẹ một chút, rồi mẹ trả lại ngay nhá. Như cũng không muốn cầm điện thoại của chồng mình bằng cách này. Nhưng dạo gần đây, cô càng thấy Phi đang dần dần lãng quên cái nơi thực sự gọi là gia đình của mình. Tầm 5-6 giờ anh tan ca, nhưng có khi đến 9 giờ 10 giờ đêm anh mới về. Đã vậy, anh còn hay bày cái tỏ thái độ với cô về chuyện sinh thêm đứa con nữa, làm cho cô cực kỳ khó chịu. Cô cũng không muốn mình sống trong một cuộc sống đa nghi, nên cô tự mình kiểm chứng xem thế nào. Như mở điện thoại của chồng lên, mật khẩu là ngày kỷ niệm cưới của hai vợ chồng. Nhưng không, lần này cô không mở được. Điều đó cũng có nghĩa anh đã đổi mật khẩu. Như càng thêm hoài nghi, trong cái điện thoại này rốt cuộc có bí mật gì mà anh phải giấu giếm cô cơ chứ. Cô nàng đưa điện thoại lại cho hai đứa con. Hai đứa nhỏ lúc này không mở mật khẩu được nữa nên không chơi game nữa. Không lâu sau đó, Phi liền thay một bộ quần áo và xuống dưới nhà ăn cơm. Cô không để lộ ra biểu hiện gì. Bây giờ đang ở trước mặt con nên Như không muốn cãi nhau với chồng. Mãi cho đến buổi tối hôm đó, khi hai vợ chồng lên giường chuẩn bị đi ngủ thì cô mới lên tiếng hỏi chồng. Anh ơi, cho em mượn điện thoại một chút. Phi nghe như vậy thì hơi nhíu mày. Sao tự nhiên lại xem điện thoại của anh làm cái gì? Trong đó có cái gì đâu mà xem. Vợ chồng với nhau bao nhiêu năm rồi mà em cứ làm như mấy đứa mới yêu nhau ấy. Thấy Phi tỏ vẻ khó chịu khi mà cô đòi xem điện thoại thì Như lại càng muốn xem. Cô muốn xem thử anh giấu con nhỏ nhân tình nào trong cái điện thoại này. Vậy anh không cho em xem sao? Nếu anh muốn thì thi thoảng em đưa điện thoại của em cho anh xem. Hay là anh sợ nếu để em thấy thì em lại biết được anh có nhân tình ở bên ngoài? Nói xem nào. Phi tốc chăn ngồi dậy có phần tức giận nhìn vợ. Đêm hôm rồi em không cho anh ngủ sao? Nếu mà em rảnh rỗi quá thì kiếm cái gì đó mà làm. Anh còn phải ngủ để ngày mai đi làm, chứ không có ở đây mà nói chuyện điên khùng với em. Như nghe chồng mình nói như vậy cô cười khẩy. Nếu như anh nhất quyết không đồng ý thì cô tự mình tìm ra bằng chứng vậy. Lúc đó để xem anh còn chối cãi được gì hay không. Thôi được rồi, anh ngủ đi. Anh không muốn thì em tôn trọng. Giờ này em không muốn tranh cãi với anh. Cô quay lưng về phía chồng. Thấy vợ mình cho qua chuyện nên Phi nằm xuống và đi ngủ. Đêm đó trong đầu của cô cứ liên tục suy nghĩ về chồng mình. Nếu như cô thực sự phát hiện ra chồng mình ngoại tình thì cô không biết mình phải làm thế nào. Dứt khoát ly hôn với anh hay là như thế nào đây? Nếu như ly hôn thì hai đứa con gái của cô phải làm như thế nào chứ? Nghĩ tới những điều đó làm cô có chút lo lắng. Cô không biết sau khi phát hiện thì mình phải làm gì. Không nhẽ hai người lại ly hôn rồi con cái tính thế nào? Nhỡ như anh thực sự có nhân tình bên ngoài thì cô làm sao mà dám giao một trong hai đứa con gái cho anh trông coi chứ? Chưa kể gia đình anh không thích con gái, rồi họ đối xử với con gái của cô như thế nào đây? Cô thực sự rất lo lắng. Nhưng cho dù như thế nào, cô cũng muốn làm rõ chân tướng phía sau cái điện thoại kia. Thà rằng thành thật với nhau, chứ đừng chờ tới lúc bị phát hiện mới bắt đầu nói thật và xin lỗi. Cô thực sự không muốn nhìn cảnh tượng đó xuất hiện trong gia đình của cô. Mấy hôm sau đó, nhân lúc chồng mình đang tắm, một lần nữa Như cầm điện thoại của chồng lên. Như học lòm được vài cách mở khóa điện thoại trên mạng. Cô cũng thử với chính điện thoại của mình và đã thành công, cho nên mới dám cầm điện thoại của chồng lên xem. Cô nàng hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu kiểm tra. Như chuẩn bị tinh thần cho mình trước rồi. Như không thể nào buồn được. Đôi mắt của cô có chút đỏ khi nhìn thấy những tin nhắn rất dài, những lời gửi gắm ngọt ngào mà chồng mình dành cho một người phụ nữ khác. Cô ta tên là Diễm. Chắc là ở bên cạnh chồng cô cũng được một thời gian rồi. Trong lịch sử cuộc gọi của Phi cũng có một người tên Diễm thường xuyên gọi đến. Cô đoán được người đó chính là người nhắn tin với chồng cô. Lúc này Phi từ trong nhà tắm bước ra, nhìn thấy cô đang cầm điện thoại của mình. Hắn ta nhanh chóng giật lấy điện thoại từ tay của cô. Em làm gì thế này? Em dám cầm điện thoại của anh sao? Như bật cười thành tiếng. Cô cười không phải vì vui mà bởi vì cô quá đau lòng. Uổng công bao nhiêu lâu nay cô chăm sóc gia đình và chăm con, lo trong lo ngoài cho anh, kết cục mà cô nhận được chính là sự phản bội của anh. Anh ngoại tình cho nên anh mới sợ chứ gì. Cuối cùng thì anh cũng giống như mấy cái thằng đàn ông khác. Đàn ông ấy, thì ai rồi cũng thay đổi mà thôi. Uổng công tôi làm vợ anh, tôi cố gắng làm tốt bổn phận của mình. Nhưng cho dù tôi làm cái gì thì anh cũng đi tìm mấy cô gái đó thôi. Phi lúc này nắm lấy bàn tay của vợ, bắt đầu năn nỉ. Thật ra thì không phải như thế. Anh chỉ là bị cô ta gài thôi. Mấy dòng tin nhắn đó là do cô ta ép anh. Cô ta bảo rằng cô ta sẽ nói với em nếu như anh không chịu đồng ý ở bên cạnh cô ta. Lần đó anh bị dụ, do anh say quá nên anh không hay biết gì. Em đừng ly hôn có được không? Chúng ta đừng ly hôn có được không em? Cái hất tay của anh. Cô không muốn nói gì nữa. Cô im lặng. Cô không muốn tách hai đứa con của mình ra. Nếu như cô và anh mỗi người yêu một đứa thì sau này có mẹ kế về sống nhất định lại làm khổ cho con bé. Nhưng nếu như một mình cô làm mẹ đơn thân nuôi hai đứa con thì nó lại hỏi tại sao ba mẹ không sống cùng với nhau. Nếu như cô và anh ly hôn với nhau thì có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ. Mà đúng nhất chính là liên quan đến hai đứa con của hai người. Thấy vợ mình trầm mặc chưa lên tiếng, Phi lại tiếp tục. Em à, lần này là anh sai. Sau này anh nhất định sẽ chấm dứt với cô ta. Anh cũng đang định chấm dứt, nhưng mà cô ta cứ bám theo anh. Anh sẽ chặn mọi liên lạc với cô ta. Chúng ta đừng ly hôn có được không? anh thực sự không muốn ly hôn. Khoảng thời gian này cô cũng không biết mình nên quyết định như thế nào. Cô đứng lên khỏi ghế, đi thay cho mình một bộ quần áo, rồi bước ra bên ngoài. Em định đi đâu? Không nhẽ em định bỏ lại anh và các con sao? Đừng có nghĩ xấu về tôi. Tôi muốn thư giãn một chút. Cô đi ra ngoài bắt một chiếc taxi rồi lên xe rời đi. Trong khi đó Phi lại vô cùng lo lắng. Anh thấy cô không sửa soạn hành lý hay vali gì nên chắc là cô không bỏ nhà ra đi thật. Anh cũng muốn lấy xe đuổi theo vợ mình nhưng lại không thể nào tùy ý bỏ hai đứa con nhỏ ở nhà nên cũng đành thôi. Phi chạy vào trong phòng của hai đứa con gái, ôm chặt lấy hai đứa nhỏ, làm cho bọn nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh biết anh sai rồi và anh nhất định phải cắt đứt với tình nhân. Như đi đến một quán bar, đó cũng chính là lý do cô gọi taxi chứ không muốn đi xe máy, bởi vì cô biết nếu như mình đi xe chắc chắn sẽ gây tai nạn. Trước giờ cô không phải là người thích bia rượu, nhưng mà ngày hôm nay cô không chịu đựng thêm được nữa. Cô một mình đi vào quán bar tìm một bàn trống và ngồi xuống. Phục vụ nhanh chóng chạy tới hỏi cô. Dạ chị dùng gì ạ? Có loại rượu nào ngon mang lên đây cho chị. Dạ vâng, chị đợi em một chút. Cậu nhân viên đó nhanh chóng rời đi. Cô nghe tiếng nhạc sập sình vang lên bên tai mình, có chút hơi khó chịu. Ở trong nhà nhìn mấy cậu thanh niên thiếu nữ đó đang vui vẻ đứng nhảy nhót trên sàn, mà đột nhiên cô lại nhớ lại thời gian còn trẻ của mình. Lúc đó cô có bạn bè, cô đi chơi này nọ, tụ tập chơi bời. Bây giờ nhóm bạn giải tán, chồng ai người ấy lo, nhà ai người nấy quản. Đúng là cuộc vui nào cũng có lúc tàn đi. Sau đó không lâu cậu nhân viên mang lên cho cô một chai rượu. Thấy có rượu rồi, cô không ngại ngần mà bật nắp ra uống. Như rót đầy ly rồi uống cạn. Rất lâu rồi cô không uống rượu. Cảm giác đắng đắng, tê tê đầu lưỡi làm cô khó chịu. Nhưng dần dần cô lại thấy nó dễ chịu. Người ta nói khi uống say rồi thì sẽ tạm quên đi những câu chuyện buồn. Cô cứ liên tục rót ra 2-3 ly đầy, rồi lại một mình uống cạn. Những người đi vào đây một mình thì nhìn thôi cũng thấy rất cô đơn. Như chuẩn bị đưa ly rượu lên uống tiếp thì có một bàn tay ngăn cô lại. Cô đưa mắt nhìn sang người kia thì phát hiện đó chính là giám đốc của mình. Là Dũng sao? Anh lại xuất hiện ở đây sao? Như nhướng mày nhìn Dũng. Lúc này cô ngà say rồi nhưng vẫn còn giữ cho mình được một chút tỉnh táo. Giám đốc, sao anh lại ở đây chứ? Người như anh mà cũng vào đây uống rượu sao? Đúng là tôi hơi bất ngờ. Tôi nghĩ câu nói này nên nói với cô mới đúng. Cô còn có con gái, với lại cô là phụ nữ, sao lại vào đây một mình? Chồng cô, con cô thế nào? Chồng cô không ghen sao? Như nghe anh nhắc đến chồng mình, cô bật cười thành tiếng, đưa tay lên vỗ vai Dũng. Tôi nói cho anh nghe, chồng tôi ngoại tình đấy. Tôi với anh ta kết hôn mười mấy năm rồi, bây giờ anh ta ngoại tình rồi đấy. Anh ta ham con trai, muốn tôi đẻ con trai, nhưng mà tôi lại sinh hai đứa con gái. Chắc là anh ta chán tôi rồi, nên mới ra ngoài đi kiếm gái. Uổng công tôi làm vợ anh ta mười mấy năm. Cuối cùng tôi thua rồi. Tôi thua mấy con trà xanh ngoài kia rồi. Dũng chỉ biết im lặng lắng nghe câu chuyện của cô. Anh không trải qua mấy chuyện bị cắm sừng như vậy, nhưng mà anh nghĩ chắc là cô đang khá buồn nên mới phải đi một mình uống rượu. Thấy cô lại rót rượu và chuẩn bị uống tiếp, Dũng vội vàng cản ngăn. Anh làm cái gì thế? Chỗ này có phải là công ty đâu mà anh lại muốn làm sếp tôi. Anh phải để cho tôi uống. Tôi đang muốn uống cơ mà. Uống cái gì mà uống? Này, nếu như mà cô uống, cô nghĩ rằng anh ta lại yêu cô trở lại sao? Đừng có làm hại bản thân của mình. Bây giờ cô còn hai đứa con gái, cần cái gì phải tự làm hại bản thân mình chứ. Vì một thằng đàn ông như thế, cô nghĩ xem có đáng hay không? Tôi không biết. Tôi đâu có biết gì chứ. Này, anh còn chưa trả lời tôi. Tại sao anh lại ở đây đấy? Hay là anh đang buồn vì tình? Dũng nhìn nụ cười cợt nhả của cô thì lắc đầu. Đúng là khi uống rượu vào thì chả ai quan tâm tới hình tượng của mình mỗi ngày nữa. Tôi có thằng bạn tổ chức sinh nhật ở đây nên tôi ghé vào chúc mừng nó. Nhưng mà không ngờ lại gặp cô ở đây. Cô đừng uống nữa. Cô có lái xe không? Tôi đưa cô về. Về sao? Về làm cái gì chứ? Tôi không muốn về đó. Anh muốn về thì tự mình đi về đi. Anh cứ mặc kệ tôi. Cô cua tay chân loạn xạ và muốn chống đối Dũng. Anh chỉ biết lắc đầu rồi vẫy tay với phục vụ. Anh lấy thẻ rồi giúp cô thanh toán tiền rượu. Sau đó lại bế cô gái này lên xe của mình. Còn cô cứ lầm bầm không chịu đi về. Anh ngồi ở ghế lái, nghiêng đầu nhìn cô, sau đó khởi động xe lái đi. Này, cô gái, nhà cô ở đâu? Chỉ đường cho tôi. Nhà tôi á? Tôi làm gì có nhà mà về. Anh chỉ biết lắc đầu. Lúc này thì Như ngả lưng vào bên ghế phụ và ngủ say. Dũng liên hệ với thư ký của mình rồi giúp anh xem địa chỉ nhà của cô. Sau khi nhận được địa chỉ nhà cô thì Dũng lái xe đưa cô về. Anh xem như là mình đang giúp người. Trước giờ anh không thích mấy chuyện yêu đương. Anh đã từng nhìn thấy mấy người thất tình giống như thế này, sau đó uống rượu rồi lại say xỉn. Không lâu sau đó Dũng đưa cô về đến nhà. Anh mở cửa xe rồi bế cô xuống. Dũng đưa tay lên bấm chuông. Lúc này hai đứa con gái của cô thì ngủ say rồi. Còn Phi đang nằm dài trên ghế sofa chờ đợi vợ mình. Anh thấy có người nhấn chuông thì không biết là ai tới. Nếu như vợ về thì chắc chắn cô ấy không cần phải nhún chuông cổng. Anh là ai mà lại bế vợ tôi? Phi hơi nhíu mày khi nhìn thấy Dũng đang bế vợ mình. Dũng nhìn người đàn ông trước mặt mình, thì ra đây chính là người làm cho cô buồn, nên là cô mới tìm đến rượu sao? Vợ anh đi bar uống rượu, tôi là cấp trên của cô ấy. Tôi vô tình gặp cô ấy nên mới đưa cô ấy về nhà. À, với lại cô ấy vừa mới tâm sự chuyện hai vợ chồng cho tôi nghe. Thế mà anh còn gọi cô ấy là vợ anh, thì tôi đúng là ngưỡng mộ anh thật đấy. Dũng đỡ cô xuống rồi để Phi dìu cô vào trong nhà. Anh cho tay vào túi quần rồi sau đó lái chiếc xe ô tô của mình rời đi. Còn Phi thì nhanh chóng đưa vợ lên phòng. Cô nàng lúc này cứ ngả nghiêng nghiêng ngả. Phi để cô nằm xuống giường rồi anh lại đưa mắt ngắm nhìn gương mặt của cô. Thật ra anh chẳng muốn ngoại tình làm gì, chỉ là ba mẹ anh cứ liên tục bảo anh phải tìm cho ông bà một đứa cháu trai. Phi nói với bố mẹ mình là cô không muốn sinh thêm nữa. Hai đứa con gái đã làm cho cô rất mệt mỏi. Nhưng anh cũng không ngờ ba mẹ anh còn xúi anh cứ đi ra ngoài tìm một cô gái nào đó để mà kiếm lấy một đứa con trai. Hôm đó anh cũng đi vào trong quán bar và gặp phải cô ta. Cô ta ngồi đó tiếp rượu cho anh. Giọng nói thì ngon ngọt và cố tình dụ dỗ anh. Dưới cái cạm bẫy của một người phụ nữ xinh đẹp thì Phi không còn cách nào để từ chối. Và cũng từ đó anh ta và cô ta xuất hiện để quan hệ ngoài luồng với nhau. Nhưng sâu trong thâm tâm anh ta chưa muốn ly hôn với vợ. Nếu như ba mẹ anh không muốn nói tới nói lui thì anh cũng không bao giờ đòi con trai với cô làm gì. Bọn họ thực sự làm anh cảm thấy rất đau đầu, suốt ngày đòi cháu trai. Cho nên anh chỉ biết về nói lại với vợ mình và cuối cùng lại xảy ra tranh cãi. Sáng hôm sau Như từ trong cơn say mà thức dậy. Lúc này cô mới nhớ lại những gì xảy ra vào đêm qua. Cô nhớ là mình gặp giám đốc trong quán bar. Hình như sau đó còn được giám đốc đưa về tận nhà. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà cô liền cảm thấy xấu hổ. Không biết tối qua bản thân cô có làm gì mất mặt hay không. Như vội vàng chạy đi thay quần áo. Cô bước xuống nhà nhìn thấy ba bố con đang ăn sáng. Nhìn thôi cũng biết là anh chạy ra ngoài mua. Nhìn dĩa cơm sườn ngon lành như vậy là cô hiểu ngay. Em không định ăn sáng sao Như? Anh có để phần cho em. Thôi không cần, tôi đến công ty tôi tự ăn được rồi. Hôm nay anh đưa các con đi học đi. Nói xong cô bước ra khỏi nhà rồi đến công ty. Cũng lâu lắm rồi anh không đến trường của con gái mình. Hôm nay có cơ hội đưa hai đứa con đi học, thế nên cũng rất tốt với anh. Như đến công ty thì đúng lúc gặp Dũng. Cô vội vàng chạy đến bắt chuyện. Giám đốc, tối qua anh đưa tôi về có đúng không ạ? Ừ, tối qua là tôi đưa cô về. Tôi nói cho cô nghe, dù chồng cô có cắm cho cô bao nhiêu cái rừng thì cô đừng có lụy tình quá làm cái gì. Mà đặc biệt là đừng có uống rượu. Tối qua cô kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi. Mà cũng may là gặp người quen. Nhỡ như tối qua cô gặp phải mấy người không ra gì thì cô có biết chuyện gì xảy ra không? Nguy hiểm lắm. Như nghe như vậy chỉ biết cúi mặt. Cô và sếp đâu có thân thiết gì lắm đâu. Nào ngờ chỉ sau một lần uống rượu mà cô lại kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Nhưng cô còn cảm thấy mình còn may mắn khi kể với một người như giám đốc. Chứ nếu mà cô kể cho mấy người xa lạ nghe, chắc là cô mất mặt mà chết mất thôi. Cảm ơn giám đốc nhiều lắm. Nhưng mà anh cho tôi hỏi, hôm qua tôi có làm chuyện gì mất mặt không ạ? Dũng lúc này không ngậm được mồm mà bật cười thành tiếng. Thì dạo hôm nay cô tìm tôi để nói chuyện với tôi về chuyện này sao? Trời đất, tối qua thì cũng may là cô không làm chuyện gì. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng may là cô không làm chuyện gì bậy bạ, chứ không thì cô không còn mặt mũi nào mà đến công ty đi làm và gặp Dũng. Cô và anh nói chuyện với nhau thêm mấy câu thì hai người đường ai nấy đi. Như vừa bước vào phòng làm việc của mình thì cô bạn tên Vân hỏi ngay. Chị Như này, khi nãy chị với anh Dũng nói chuyện gì mà trông hai người vui thế? Cô rất bất ngờ, vừa nãy Vân núp ở đâu mà nhìn thấy được cục diện chứ? Sao mà em nhìn được hay thế? Này, em định theo dõi giám đốc đi à? Thì em muốn để ý thì em biết được thôi. Thì chị biết rồi đấy, em đang trong giai đoạn tìm hiểu và theo đuổi anh ý. Nhưng mà anh Dũng ấy, phũ phàng lắm. Lúc nãy chị nói chuyện với anh ý mà em ghen tị đấy. Vậy sao? Chuyện này chị không rõ. Chị thấy anh Dũng là một người khá thân thiện. Chắc là em chưa tìm được chủ đề thích hợp thôi. Cố lên cô gái. Vân nghe xong chỉ biết bất lực gật đầu. Như tan ca ra về, đi đón con, sau đó lại đi chợ mua đồ về chuẩn bị cơm nước, giống như mọi ngày. Nhưng hôm nay có phần hơi bất ngờ một chút, Phi chủ động vào bếp nấu ăn. Lâu lắm rồi anh đâu có đụng tay động chân vào mấy chuyện bếp núc, nấu có chút đồ ăn mà cả căn bếp liền bị anh làm rối tung cả lên. Thấy vợ và hai con gái đã về, nhưng mà chưa đâu vào đâu, anh có phần ái ngại. Anh gãi đầu ấp úng nói với cô. Anh định hôm nay vào bếp nấu cơm cho mấy mẹ con. Mà đúng là anh vụng về thật. Em về đến nhà rồi mà chưa có cơm có canh gì. Bình thường anh có đụng tay vào đâu, làm sao mà biết nấu nướng chứ? Phi hơi sụ mặt, nhưng biết cô đang còn ghi sâu vụ việc ngoại tình của mình, nên anh chỉ biết cười trừ và nói với cô. Anh xin lỗi. Hồi trước là do anh không chịu phụ giúp em mấy chuyện này. Anh có mấy suy nghĩ không đúng về công việc nội trợ. Bây giờ anh làm rồi, anh mới biết vợ anh vất vả. Anh học dần dần, rồi anh phụ giúp cho vợ nhé. Cô nghe xong có chút khinh bỉ. Em thấy anh đâu cần phải làm mấy chuyện này. Anh là con trai một trong nhà, cưới vợ về, giống như để vợ hầu hạ anh thôi. Sau đó còn phải sinh con trai cho anh, để anh nối dõi tông đường. Như vậy mới gọi là làm dâu. Phi bị vợ nói đến độ muối mặt, anh cúi đầu xuống. Không phải như vậy đâu Như à. Thời gian qua là do anh không tốt, anh không biết cách chăm sóc gia đình mình. Em dẫn hai con lên phòng thay đồ, tắm rửa cho sạch sẽ. Cơm hôm nay cứ để anh nấu. Cô không nói tiếng nào mà dẫn hai công chúa của mình lên phòng. Đến khi đóng cửa rồi thì con gái lớn mới dám lên tiếng hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ và ba đang giận nhau có phải không ạ? Như cười cười vờ như không có gì. Làm gì có chuyện đấy. Chỉ là lâu lâu ba với mẹ hơi bất đồng quan điểm một chút. Không có gì đâu con ạ. Con mau mau dẫn hai đứa đi tắm rồi thay đồ nhé. Đến khi mấy mẹ con xong xuôi thì mới bước xuống nhà. Thấy vợ con tới, Phi cười và nói luôn. Anh nấu sắp xong rồi, em đợi một chút. Anh dọn ra bàn, cả nhà mình ăn cơm nhé. Không cần đâu, hôm nay em muốn đi ăn bên ngoài. Anh tự nấu, tự ăn đi. Phi nghe như vậy thì hơi khựng lại. Vẻ mặt của anh hiện lên một sự thất vọng thấy rõ. Dù gì thì anh cũng cất công vào bếp nấu. Hay là... Em nói với anh rồi là hôm nay em muốn ăn bên ngoài. Em đâu có nhờ anh nấu. Bình thường cơm canh ở nhà cũng không ngon bằng mấy bàn nhậu của anh đúng không? Nên tay nghề anh nấu chắc chắn không ngon bằng mấy đầu bếp bên ngoài rồi. Nào, các con, chúng ta đi thôi. Nói xong cô dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài ăn, bỏ lại chồng mình đang ngơ ngác đứng đó. Mặc dù cô cư xử khá phũ phàng, từ lời nói cho đến hành động, nhưng tất cả chỉ là đang thử lòng anh thôi. Cô muốn xem thử anh, con trai một vốn được yêu thương này, có thể làm được tới đâu. Để xem thử anh có thật sự muốn hàn gắn gia đình này một lần nữa hay không. Tất cả đều phải thông qua những hành động mà anh làm để có cơ hội chuộc lỗi. Hai cô con gái thấy ba mẹ không nói chuyện giống như bình thường thì có chút hơi buồn, nhưng chả có đứa nào dám lên tiếng. Tối đó sau khi mọi thứ xong xuôi hết, Phi vào giường nằm yên, đợi vợ vào ngủ cùng. Nhưng không, cô ôm gối rồi dứt khoát nói với chồng. Hôm nay em qua phòng khách để ngủ đây. Anh ngủ ở đây đi. Nghe vợ nói như vậy, Phi liền phóng tới và ôm chầm lấy cô. Em ngủ ở đây với anh đi. Tự nhiên lại qua bên đấy, bỏ anh một mình vậy. Anh không muốn như thế đâu vợ. Anh buông em ra. Anh bao nhiêu tuổi rồi? À, với lại không có người này thì có người khác. Thiếu gì người ngủ cùng với anh chứ. Em đừng nhắc tới cô ta nữa. Anh đã cắt đứt hoàn toàn rồi. Từ giây phút này, anh chỉ có gia đình mình thôi. Anh chỉ có mẹ con em. Bây giờ em không tin cũng được. Từ từ rồi em sẽ thấy. Vậy chừng nào tôi thấy thì tôi về đây ngủ cùng. Anh đừng có lôi kéo tôi. Anh đừng có chọc tôi điên lên. Thì tôi ra ngoài, tôi sống cùng với hai con cho anh xem. Được, anh không cấm cản em. Em đừng dọn đồ ra ngoài. Anh nhất định sẽ cho em thấy anh là người thay đổi như thế nào. Tùy anh. Như nhanh chóng rời đi. Trước khi đóng cửa lại, cô mới dám nở một nụ cười và lầm bầm trong miệng. Em mong anh sẽ thay đổi. Em mong gia đình chúng ta sẽ quay về giống như ngày trước. Cô thì thầm với chính mình. Và nói thật thì cô không muốn ly hôn. Cô chỉ mong hai đứa con gái của mình lớn lên có đầy đủ tình thương của bố mẹ cùng với một gia đình trọn vẹn. Bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy, nhưng mà thực sự trong thâm tâm của cô vẫn đang âm thầm cho anh một cơ hội để sửa sai. Trong khoảng thời gian đó, Phi luôn chứng tỏ mình đang dần thay đổi. Anh về sớm giúp vợ nấu cơm, rồi công chuyện nhà anh chủ động dành làm hết với cô. Dành nhiều thời gian chơi cùng với con gái, sơ hở là sáp lại nói chuyện với vợ. Nói chung mọi thời gian của anh đều dành hết cho gia đình. Quả thật, cô đã thực sự tha thứ và cho anh một cơ hội để gia đình của mình được hàn gắn vui vẻ. Chuyện của Như và Phi cuối cùng cũng đâu vào đấy. Như đặt niềm tin vào những lời hứa hẹn đầy chân thành của chồng mình. Nhìn cách anh vui vẻ ôm hai đứa con vào lòng, cùng chơi cùng xem tivi, khiến cho cô vui lắm. Như vốn không muốn chồng một nơi, vợ một nơi, và cô càng không muốn con mình sống với mẹ kế. Khác máu tanh lòng, làm sao mà yêu thương bằng mẹ ruột được cơ chứ. Nhưng mà cô sợ con mình thiếu tình cha. Trong thời gian đó anh luôn cố gắng dành thời gian ở nhà, phụ cô nấu cơm, dọn cơm ra bàn, chơi đùa cùng với con, chủ động đưa con đi học. Anh muốn chứng minh cho vợ mình thấy là mình đang dần dần thay đổi từng ngày. Anh đã như vậy, cô làm sao mà không tha thứ cho anh được cơ chứ. Như cũng quyết định rồi. Lần này cô tin vào quyết định của mình. Năm nay cô ngoài 30 rồi, không còn trẻ trung gì nữa. Cứ xem như lần này là một chút sóng gió để thử thách tình yêu của hai vợ chồng. Sau hơn 2 tháng bình yên ở bên nhau, Như dần dần cảm nhận được chút tình cảm. Hôm nay bố mẹ chồng cô lại sang chơi. Hai vợ chồng vừa mới hòa thuận sau sóng gió chưa được bao lâu, nên là Phi vô cùng chu đáo. Anh không để cho mẹ mình nói nặng nói nhẹ vợ. Chuyện anh vào bếp, bà cũng không có gì ngăn cản. Mẹ chồng cô khó chịu ra mặt đấy, nhưng con trai bà cương quyết như vậy, bà cũng không biết làm sao. Con xem. Trời đất ơi, như thế này làm sao mà coi được. Đấy, ông à, ông nhìn con trai mình đi. Ở với tôi chăm Như là gì. Thế mà bây giờ lấy vợ, nó lại lăn vào bếp, xem có được không. Đàn ông con trai không ăn cơm sao bà. Để nó làm việc phụ vợ nó thì có làm sao. Với lại nó lớn rồi, nó làm gì là việc của nó. Bà cứ phải chen vào chuyện vợ chồng nó làm cái gì. Ôi giời, cứ cự cãi lên, bà mới ăn cơm ngon được à. Sao ông có thể nói như vậy chứ. Nó là con trai của ông cơ mà. Tôi mệt với bà quá. Lần nào sang bên này bà cũng kiếm chuyện. Chuyện vợ chồng nó cứ để vợ chồng nó tự lo liệu đi. Thấy chồng mình không đứng về phía mình, trong lòng của bà rất bực bội. Nhưng mà bà có làm được gì đâu. Còn Như, cô rất hả hê trong lòng. Cuối cùng thì chồng mình cũng có lúc đứng về phía cô. Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Hôm đó bố mẹ chồng còn lại dùng cơm với gia đình cô. Đang ăn cơm như mọi khi thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. cứ inh ỏi vang lên. Điều này làm bố chồng cô có chút khó chịu. Ông hơi chau mày rồi lên tiếng. Hai đứa con ra mở cổng xem. Ai mà cứ nhấn chuông liên tục thế? Bộ định phá hư cái chuông nhà mình luôn hay sao? Cô nhanh chân hơn chồng mình nên bước ra ngoài mở cổng. Nhưng mà cô lại nhìn thấy một người phụ nữ cùng với chiếc bụng bầu đang đứng trước mặt cô. Cho hỏi, chị tìm ai? Người đàn bà kia vênh váo lên tiếng. Tôi tìm chồng cô, để anh ấy còn nhận con trai của mình chứ. Tránh ra một bên đi. Như nhìn cô ta rồi thầm suy đoán, không lẽ cô ta chính là người tình của anh trong thời gian đó? Không nhẽ bây giờ cô ta đã có thai rồi sao? Em gái, còn đứng đó làm cái gì? Vào trong nhà đi. Nói xong, cô ta thoải mái lướt qua người cô rồi bước vào trong nhà. Cả nhà còn đang nói chuyện rôm rả, nhưng đột nhiên lại có một bà bầu đi vào làm mọi người đều ngưng lại. Còn Phi thì quá đỗi kinh ngạc khi nhìn thấy Diễm có mặt tại đây. Rõ ràng anh ta cắt đứt với cô ta rồi, thế mà bây giờ cô ta lại xuất hiện và mang một cái bụng bầu vào đây. Không nhẽ cô ta mang thai với anh rồi sao? Ai thế này? Còn có quen cô gái này không hả Phi? Diễm thấy luôn có ba mẹ của Phi ở đây thì lại càng tốt. Cô ta từng nghe anh bảo rằng ba mẹ anh rất ham cháu trai. Bây giờ cô ta có cháu trai trong bụng thì chắc chắn có thể đá được cô vợ không biết đẻ kia ra đường. Chả mấy chốc cô ta lại ngang nhiên sống trong căn nhà này. Dạ con chào hai bác. Con đến đây là để mang cháu nội đến cho hai bác xem đi ạ. Ở đây có kết quả siêu âm. Con được 4 tháng rồi. Với lại cái thai này là con trai. Hai ông bà nghe như vậy thì quay sang nhìn con trai mình, trong khi Phi đang giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao lúc anh và cô ta chấm dứt, cô ta lại không nói chuyện này với anh chứ? Cô có thai khi nào? Tôi và cô đã chấm dứt rồi. Tôi có gia đình. Cho dù đó là con trai thì làm sao? Tôi sẽ cung cấp tiền cho cô nuôi con. Nhưng mà tôi không bao giờ nhận đứa trẻ tội lỗi này. Như đứng bên cạnh muốn xem phản ứng của chồng và gia đình chồng cô như thế nào. Không chừng sau lần này cô chẳng bao giờ bước vào ngôi nhà này nữa. Phi thì phản ứng như mà anh chả cần đứa con này vậy. Nhưng lúc này mẹ anh lại chạy về phía của Diễm. Bà lên tiếng ngay. Trời đất ơi, con có bị điên không hả Phi? Dù gì bây giờ cũng là dòng máu của gia đình mình. Làm cái gì mà lại không chấp nhận chứ? Nhà mình đang cần cháu trai. Con nói chuyện như thế là không được. Con thấy rồi đấy, vợ con chỉ đẻ được 2 đứa con gái. Con không thấy đây là vật báu của gia đình mình sao? Diễm đắc ý lắm vì được mẹ của Phi đứng lên để bảo vệ cho mình. Trong khi Như thì lại chả mấy quan tâm làm gì. Hai tay của cô nắm chặt tay của 2 đứa con gái rồi dẫn bọn nhỏ lên trong phòng để tránh nghe mấy chuyện không hay. Nhưng mà mẹ, lúc trước ấy, chỉ là con lầm lỡ một lần. Không nhẽ bây giờ mẹ muốn con bỏ vợ con đi cưới cô ta về để chỉ nhận một đứa cháu trai thôi sao? Thì chứ bây giờ con vợ của con ấy, nó không sinh được con trai, mà đàn bà con gái không đẻ được con trai thì làm ăn được cái gì? Khó khăn lắm mới có được đứa cháu trai do gia đình mình thì con phải giữ chứ. Lúc này ba anh lên tiếng. Bà thấy mẹ con nói đúng. Trước tới giờ vợ con ấy, nó chỉ sinh được 2 đứa con gái. Bây giờ nó đâu có chịu sinh thêm. Chỉ bằng con cứ nhận con đi, chứ sao mà bỏ được chứ. Dòng máu nhà mình cơ mà. Diễm thầm mỉm cười khi được cả bố mẹ anh đều đang đứng về phía mình. Lần này cô ta nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Nhưng con chỉ cần một danh phận thôi. Không lẽ con một mình nuôi con để người ta bảo con là con chửa hoang sao? Rồi đứa nhỏ của con sinh ra không có một gia đình trọn vẹn thì làm sao? Con chỉ hy vọng mình có được một danh phận rõ ràng thôi à? Lúc này Như từ trên lầu bước xuống, chất giọng của cô thản nhiên. Vậy tôi cho cô danh phận đấy. Tôi sẽ ly hôn với chồng tôi. Như vậy thì cô danh chính ngôn thuận, bước vào nhà này làm dâu rồi chứ gì. Nếu như cô thèm khát cái vị trí đó như vậy thì tôi nhường lại cho cô. Dù gì thì trong cái nhà này tôi cũng quá mệt rồi. Đồ tôi chơi chán rồi, nhường lại cho cô đấy. Diễm cảm thấy Như rõ ràng đang cố gắng chọc tức mình. Cô ta cũng cực kỳ không vui. Cô nói như vậy là sao? Tôi làm sao nào? Tôi sẽ dọn đồ và đưa hai đứa nhỏ đi ngay trong hôm nay. Nên anh cứ yên tâm nhé. Chúc gia đình mọi người đón thành viên mới vui vẻ. Chúc mừng hai bác đã có con dâu mới. Phi đứng đó ngơ ngác. Anh vừa muốn giữ vợ lại, nhưng mà đành phải nghe theo bố mẹ, nên chỉ biết đứng đó thôi, chưa trả lên tiếng bênh vực hay là đứng về phía của ai. Như có chút thất vọng về chồng mình. Cô vốn tưởng chồng mình sẽ yêu thương mình hơn, nào ngờ anh vẫn luôn như vậy. Có lẽ thời gian qua anh không muốn ly hôn, nên mới phải làm trọn bổn phận của một người chồng, một người cha. À quên nữa anh Phi, chúc anh luôn hạnh phúc. Sắp có con trai rồi. Anh mong đợi lâu lắm rồi có phải không? Chúc mừng anh. Cô vỗ tay tán dương đám người này. Nếu như bọn họ coi trọng giới tính như vậy thì thôi. Có lẽ để hai đứa con của cô thoát khỏi ngôi nhà này không chừng lại là một chuyện tốt. Cô nhanh chóng lên phòng mở vali thu dọn đồ đạc. Phi định lên phòng để nói chuyện với vợ, nhưng ba anh lại nắm lấy cánh tay anh rồi lắc đầu. Bây giờ chúng ta không ở đây nữa. Sau này mẹ con chúng ta đi nơi khác sống, các con à. Nhưng mà ba không có ở đây đúng không mẹ? Cái cô lúc nãy là ai à mẹ? Như thở dài một hơi, ôm hai đứa con gái vào lòng. Đó là vợ mới của ba tụi con. Bây giờ hai đứa có muốn sống cùng mẹ kế không? Nếu hai đứa muốn thì mẹ không có ý kiến gì. Hai đứa nhỏ đều lắc đầu. Tuy là tụi nó chỉ học tiểu học, nhưng cũng nhận thức được một chút chuyện. Cô cùng với hai đứa con đi xuống dưới nhà và đi ngang qua mấy người kia. Cô thậm chí còn không thèm nhìn tới. Như à, em định dẫn hai đứa nhỏ đi thật sao? Chứ ở lại đây làm cái gì? Thời đại nào rồi mà anh định kiếp chồng chung à? Tôi thả ế đến già còn hơn là sống với một người như anh. À mà đơn ly hôn tôi sẽ sớm gửi cho anh. Chừng nào có thiệp cưới đừng quên tôi nhé. Nói rồi cô lái xe chở hai đứa nhỏ rời đi. Ngôi nhà này cô sẽ không bao giờ bước chân vào nữa. Phi cứ đưa mắt nhìn theo, làm cho Diễm có chút bực bội. Cô ta bước đến nắm lấy tay anh. Sao anh cứ nhìn cô ta mãi chứ? Anh còn yêu cô ta lắm sao? Tất nhiên rồi. Tất nhiên là tôi yêu cô ấy. Cô mới nên là người rời đi, còn cô ấy mới là người nên ở bên cạnh tôi. Không phải là một con điếm làm việc trong quán bar như cô. Rồi bây giờ cô lại vác cái bụng đến đây để đòi danh phận với tôi. Phi tức giận vung tay hất đổ toàn bộ mấy cái ấm trà trên bàn, làm cho bố mẹ anh cũng một phen giật mình. Anh đùng đùng bước thẳng lên phòng. Diễm làm như rất sợ hãi nhìn bố mẹ anh, còn cố tình giả vờ nước mắt cá sấu. Con xin lỗi, tất cả là tại con, cho nên anh ấy mới mất đi gia đình của mình. Chắc là anh ấy ghét con lắm. Không có đâu con à, do nó mới bị vợ nó dẫn hai đứa con đi, cho nên nó mới như vậy thôi. Con chỉ cần làm tốt bổn phận, chăm đứa cháu trong bụng là được rồi. Mấy chuyện khác cứ từ từ rồi tính sau con à. Sau khi Như chở con rời khỏi ngôi nhà đó, cô bắt đầu đi khắp nơi để tìm nhà trọ cho ba mẹ con. Cô chạy hết chỗ này cho tới chỗ kia. Bây giờ tìm được một cái nhà trọ ưng ý mà có giá tốt một chút thì không dễ dàng gì. Mà chưa kể ba mẹ con lại sống chung với nhau, sau này chắc chắn là khổ cực một chút. Nhưng mà thà như vậy còn hơn phải sống trong cái gia đình cổ hũ đó. Cuối cùng thì mãi mới tới xế chiều, cô mới có thể tìm được một nhà trọ phù hợp với yêu cầu của cô. Giá một tháng là 2,8 triệu, nhưng ít ra thì nó có đủ tiện nghi cho hai cô con gái ngủ riêng. Còn cô cũng có thể ngủ riêng. Như có một cái thẻ tiết kiệm riêng cho bản thân mình để phòng thân, và cuối cùng cũng có lúc cô phải dùng đến. Một mình cô dọn dẹp đồ đạc trong phòng trọ rồi chuẩn bị tắm rửa cho hai đứa con. Bây giờ hai đứa ở yên trong này, mẹ đi ra ngoài chợ mua đồ về rồi mẹ con mình ăn. Không được tự ý mở cửa nghe chưa? Hai đứa sau này sẽ sống ở đây. Tuy là hơi chật hẹp so với nhà cũ, nhưng mà như vậy là tốt lắm rồi. Phải nói là đi cả ngày làm cho cô rất mệt. Bây giờ mà còn phải đi chợ rồi về làm từng món nữa, cô làm sao mà chịu được chứ? Đi ra ngoài chợ mua mấy món được chế biến sẵn rồi mang về ăn một bữa cho tiện. Vâng, bọn con biết rồi mẹ ạ. Bọn con sẽ ngoan ngoãn chờ mẹ về. Cô gật đầu đồng ý. Đi ra ngoài cô cẩn thận khóa cửa lại cho an toàn. Thời còn là sinh viên, cô cũng từng đi thuê trọ để đi học, nhưng lúc đó lại không có hai đứa con. Bây giờ có hai đứa nhỏ bám víu nên cái gì cũng khó khăn và phiền phức. Sau gần 15 phút thì cô trở về nhà với mấy cái túi đồ ăn trong tay. Ba mẹ con trong căn nhà trọ bình dân cùng nhau ăn uống. Xong rồi cô phải dọn dẹp lại rồi đi làm việc của mình. Trong khi cả hai cô con gái đều tự có ý thức mà lên gác học bài. Tới đúng giờ thì Như đi lấy cái nệm nhỏ rồi trải ra cho hai đứa ngủ. Còn cô khoảng 1 tiếng sau mới đi nằm được. Cô phải hoàn thành cho xong để còn phải nộp cho cấp trên nữa. Lúc cô làm việc xong xuôi đi ngủ thì nhìn thấy hai đứa nhỏ của mình đang say giấc ngon lành. Hai thiên thần nhỏ này chính là động lực để cho cô cố gắng. Như hôn lên trán của hai con rồi trải đệm ra ngủ. Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, cô đưa đón con đi học rồi lại đến công ty. Bây giờ công ty đang bắt đầu một dự án mới, cho nên tần suất làm việc tăng lên một chút. Hôm nay cô lại có lịch trình phải tăng ca. Như chỉ đành gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của hai đứa, nhờ cô giáo chăm sóc con mình một chút, rồi cô đến đón sau. Cũng may hai người cô chủ nhiệm này đều khá tích cực, với lại cũng hay nói chuyện với cô, nên bọn họ nhanh chóng đồng ý. Hôm qua thì cái chuyện nội bộ gia đình. Trong một ngày gia đình cô đón Tiểu Tam vào nhà, rồi đá chính thất ra đường. Đúng là ham cháu trai tới mức mù quáng. Nếu như người ta không cần thì cô cũng không muốn ở lại làm chi. Đến hôm nay thì bận bịu công việc ở công ty. Tất cả mọi chuyện cô đều phải lo hết. Cô cứ mắt nhắm mắt mở, thật sự rất buồn ngủ. Tối qua tuy cô có đi ngủ nhưng lại không ngủ ngon giấc. Trong đầu cứ toàn nghĩ tới mấy chuyện không đâu, làm cô càng thêm mệt mỏi. Giờ nghỉ trưa hôm đó, Dũng xuống canteen dùng bữa, thấy sắc mặt của cô như người mất hồn. Anh lên tiếng hỏi thăm. Cô lại bị làm sao thế này? Chẳng phải hơn 2 tháng nay cô rất tươi tỉnh sao? Mà cô bảo với tôi là cô cho chồng cô một cơ hội rồi mà. Lại có chuyện gì mà mặt mày của cô kỳ cục thế này? Nhắc tới mấy chuyện chồng vợ, cô lại thở dài một hơi. Cô trà xanh lại quay lại rồi anh ạ. Cô ta còn vác theo cái bụng bầu. Bảo là con trai nên bố mẹ chồng tôi đá tôi ra đường để cô ta thế chỗ. Gia đình đó coi trọng cháu trai lắm, mà ngặt nỗi tôi lại sinh 2 đứa con gái. Hôm qua tôi dẫn 2 con ra ngoài. Tôi thuê nhà trọ, ba mẹ con ở luôn rồi. Động tác ăn cơm của anh dừng lại đột ngột. Anh chả hiểu tại sao lại có cái thể loại chồng như thế. Đá chính thất ra ngoài để cho trà xanh nhảy vào trong nhà sao? Cái này là gia đình bên chồng đấy à? Dù gì cô cũng là con dâu, được hỏi cưới đàng hoàng cơ mà. Với lại cũng 10 mấy năm rồi, chưa có phải là mới ngày hôm qua đâu. Công nhận là cô gà nhầm nhà, cũng nhầm 10 mấy năm rồi nhỉ. Một gia đình trọng nam khinh nữ thì chả còn gì để nói đến. Cô đi khỏi nơi đó cũng tốt, nhưng mà ba mẹ con cô chắc là hơi chật vật đấy. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đang thuê nhà trọ. Tôi còn chưa chuẩn bị thủ tục ly hôn được. Phải sớm ngày kết thúc cái chuyện điên khùng này thì tôi mới yên tâm mà sống. Dũng nghe xong chỉ biết lắc đầu. Bởi vậy người ta nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Khi nào may mắn gặp được người chồng tốt thì cuộc đời cũng vui vẻ và hạnh phúc. Còn nếu như xui xẻo gặp phải mấy tên vũ phu gia trưởng không thương yêu vợ thì xác định là khổ cả đời. Vân lúc này lại bước tới ngồi cùng bàn với hai người và hóng chuyện. Khoảng 1 tháng trước, Vân mạnh dạn bày tỏ tình cảm với Dũng, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng từ chối, rồi bảo tất cả tình cảm chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp. Hôm đó cô phải an ủi Vân rất nhiều, nhưng may mắn là Vân là một cô gái yêu được, bỏ được. Cô nàng chỉ khóc lóc và buồn bã đúng ngày hôm đó thôi, sau đó không khóc nữa. Vân bảo là không nên khóc vì người không đáng. Cũng kể từ ngày đó mà chuyện tình của Vân và Dũng hoàn toàn chấm dứt. Cả hai chỉ trò chuyện với nhau như những đồng nghiệp khác nói chuyện với nhau. Hôm đó Như tăng ca hơn 7 giờ tối mới về, còn phải chạy tới nhà của hai cô giáo để đón con mình. Cô đã mua sẵn nguyên liệu, về tới nhà thì lao đầu vào nấu ăn, cơm nước xong còn lo cho con đi tắm rửa. Nhà trọ có phần chật chội, cô cũng đang dần quen được cảm giác này. Nhưng mà sự mệt mỏi của ngày đầu sống trong cái cuộc sống này làm cho ba mẹ con vô cùng chật vật. Bố mẹ cô mất từ mấy năm trước, người thân của cô bây giờ chỉ còn có hai đứa con này thôi. Sau hơn một tuần thì cuối cùng Như cũng hoàn tất tất cả những thủ tục ly hôn với Phi. Hai người đã ra tòa và giải quyết mọi chuyện với nhau. Điều này làm cho Diễm vô cùng hài lòng. Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy một chính thất nào lại thua thảm hại như vậy. Đúng thật là đáng thương. Như à, em với con sống có tốt không? Đó không phải là chuyện mà anh cần quan tâm đâu. À mà này, chừng nào anh dám cưới? Tôi còn đang đợi đám cưới của anh đấy. Anh chậm trễ quá rồi. Phi cảm thấy cô thực sự đã thay đổi. Anh biết rõ con người của cô rất thẳng thắn và dứt khoát. Sau khi ly hôn, chắc là cô chả nhớ nhung gì tới mình. Hiện giờ Diễm vào nhà và ở cùng với Phi rồi. Cô ta suốt ngày đòi cái này cho đến cái kia. Cũng là do ba mẹ anh chỉ vì cái thai trong bụng cô ta mà bắt anh phải ly hôn với vợ. Như lái xe về lại nhà trọ của mình với con. Mấy hôm thứ Bảy cô toàn phải đóng cửa nhà rồi lại đi làm. Cô cũng sắm cho hai đứa nhỏ một cái điện thoại để tiện liên lạc với cô. Nhưng cô vừa mới về tới nhà trọ thì nhìn thấy Dũng đứng bên ngoài chờ mình. Cuối cùng thì cô cũng về. Nãy giờ hai đứa con gái của cô không chịu mở cửa cho tôi. Bây giờ cô mở cửa giúp tôi được chứ? À vâng, nhưng tại sao anh lại ở đây? Mà tại sao anh biết nơi ở của tôi? Thì muốn biết thì tôi tìm hiểu thôi. Tôi đứng chờ từ nãy tới giờ lâu lắm rồi đấy. Cô đi giải quyết giấy tờ ly hôn với chồng cũ thế nào? Êm xuôi hết cả chứ? Tất nhiên là êm xuôi rồi. Anh vào trong đi. Nói trước với anh là nhà trọ tôi thuê nhỏ lắm đấy. Cô mở cửa cho Dũng bước vào. Anh liếc mắt nhìn hai đứa con gái của cô. Từ nãy tới giờ anh đứng bên ngoài thuyết phục đau cả cổ họng, thế mà chả có tác dụng gì. Hai đứa nhóc này vô cùng kiên quyết. Nhưng mà điều đó làm anh cảm thấy được rằng tụi nó rất ngoan và nghe lời của mẹ. Mẹ ơi, thế chú này là bạn của mẹ thật à? Ừ, chú này là bạn mẹ. Sau này con có thể mở cửa cho chú, nhưng mà chỉ một mình chú này thôi nhá. Hai đứa nhỏ gật đầu đồng ý. Dũng ngồi xổm xuống, đưa tay nựng má của hai đứa nhóc. Đúng là hai đứa nhóc này rất dễ thương. Sau này chú đến, chú mua đồ chơi cho hai đứa, nhưng mà nhớ phải cho chú vào trong nhà nghe chưa? Chú mà đứng bên ngoài là chú không thèm mua đồ chơi cho đâu đấy. Như mỉm cười rồi bước vào trong nhà vệ sinh thay quần áo. Nhưng mà Như cũng có thể nghe được cái tiếng anh đang đùa nghịch với hai đứa con của mình. Cô bước ra nhìn thấy Dũng đang cõng đứa con nhỏ của mình. Con gái lớn thì đang nắm lấy một tay của anh. Nhìn ba người cứ như ba cha con đang chơi đùa cùng với nhau vậy. Chắc là anh chưa ăn cơm đúng không? Nhân tiện tôi nấu cơm cho anh ăn ké một bữa nhé. Cô nấu đi, phí dịch vụ tôi chăm con giúp cô rồi đấy nhá. Như mỉm cười. Giám đốc Như anh đúng là rảnh rỗi, còn tới đây chơi với trẻ con. Hôm đó Dũng ở lại dùng bữa với ba mẹ con cô. Như có thể thấy được là hai cô con gái của mình rất thích Dũng. Chú ơi chú, lần sau chú có đến chơi nữa không ạ? Chú đến chơi với tụi con nữa nhá chú nhá. Chú đến. Chú sẽ đến, yên tâm. Đảm bảo lần sau chú mua nhiều đồ chơi cho hai đứa. Bây giờ chú phải về rồi. Lần sau gặp lại nhá. Dũng vẫy tay chào tạm biệt rồi ra về. Như dẫn hai đứa con lên gác học bài. Tới đúng giờ thì lại đi ngủ. Ngày mai là chủ nhật. Hai đứa con của cô lại ở nhà. Phải đóng cửa, bỏ hai đứa nhỏ ở nhà. Cô phải lên công ty làm chút việc mà trưởng phòng giao cho cô. Nếu như có người giúp cô chăm con thì tốt biết mấy. Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, cô căn dặn hai đứa nhỏ cẩn thận rồi lái xe đi làm. Vốn dĩ là cô nghĩ không có chuyện gì. Nhưng mà khi về tới nhà, cô lại nhìn thấy cái phòng trọ của mình biến thành một bãi chiến trường chính hiệu. Và tất nhiên, Dũng chính là người bày đầu dạy hư hai cô con gái của cô. Giám đốc, sao anh lại ở đây? Anh rảnh rỗi thật đấy. Thì tôi nói là lần sau tôi đến chơi mà. Không thấy hai đứa nhỏ rất thích tôi sao? Tôi giúp cô trông trẻ mà cô lại quát tôi. Như mệt mỏi xoa hai thái dương. Ngoài Phi ra thì đây cũng là lần đầu tiên cô thấy con mình thân thiết với người đàn ông khác đến như vậy. Nhưng cô cũng không quan tâm. Dù gì Dũng cũng là người tốt. Anh có lòng như vậy thì cô ngăn cản làm gì chứ. Anh còn lôi sách vở ra dạy hai đứa nhỏ làm toán. Dũng ở lại căn phòng trọ nhỏ của cô để ăn cơm cùng với gia đình. Dù gì cũng là khách, chả nhẽ cô lại không cho anh ăn cơm cùng chứ. Cho nên Như cũng nấu luôn phần của Dũng. Hơn 5 giờ chiều thì anh ra về, vì Dũng lái xe ô tô đến, cho nên không lái vào tận nơi, chỉ có thể đậu bên ngoài rồi đi bộ vào trong. Hôm nay cô chủ động đi ra ngoài tiễn anh về. Anh không cần đến chơi với tụi nhỏ đâu. Nhà trọ của tôi khá nhỏ, cho nên sợ anh không được thoải mái. Có gì đâu mà không thoải mái, tôi vô cùng thoải mái. Có con nít cũng vui. Tôi thấy hai cô công chúa nhà cô xinh xắn dễ thương như vậy, đúng là có phúc. Cô làm cho tôi muốn lập gia đình rồi đấy. Vậy anh chăm con nít không dễ dàng đúng không? Chừng nào anh có vợ, thấy vợ mang thai rồi chăm em bé, lúc đó anh mới hiểu được lời của tôi. Hai người cười tán gẫu với nhau vài chuyện rồi anh lái xe ra về. Như chỉ nghĩ là anh tới chơi vài hôm, nào ngờ những ngày sau đó, hôm nào đi làm về cô cũng nhìn thấy anh. Ban ngày có khi bận việc không thể tới, thì ban đêm từ 6 giờ đến 8 giờ tối anh lại đến chơi cùng với các con cô. Dần dần cô lại quen với sự có mặt của Dũng. Tối hôm đó Phi có đến mời đám cưới của anh ta bà Diễm. Nhìn thấy ba mình nhưng mà hai cô bé lại không có động tĩnh gì, mà cứ ôm lấy Dũng không buông. Dũng từng gặp qua một lần cho nên anh nhận ra Phi. Anh ta đến đây mời đám cưới sao? Còn 4 ngày nữa là họ đám cưới với nhau. Dù có chút nặng lòng, cô nhìn cái thiệp đám cưới trong tay mình, nhớ lúc trước cô cùng với Phi đi mời thiệp người khác cũng giống như thế này. Hôm đó tôi chờ cô đi, ăn mặc lộng lẫy một chút. Anh đi làm gì chứ? Anh ta mời tôi cơ mà. Dũng buông tay hai cô nhóc ra, rồi nắm tay cô ra bên ngoài nói chuyện. Cô biết tôi đi với thân phận gì không? Đó là làm bạn trai cô. Không đợi Như phản ứng trước những gì mình nói, Dũng hôn lên đôi môi của cô, Như muốn thoát ra nhưng không thể. Anh nói đùa với tôi làm gì? Bạn trai cái gì chứ? Không phải đối với ai, tôi cũng tích cực như vậy. Tôi không quan tâm cô có bao nhiêu đứa con. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu một hành trình mới đi. Anh thực sự muốn sao? Anh đừng có đùa với tôi. Anh cái gì cũng tốt, sao lại thích một người từng có chồng như tôi chứ? Như cười gượng gạo. Bây giờ cô không muốn bị ai lừa trong chuyện tình cảm nữa. Thực sự mười mấy năm qua ở cùng với Phi, cô luôn cảm thấy quá mệt rồi. Anh không đùa. Nhìn mặt anh giống đùa lắm sao? Hai đứa nhỏ cần có ba. Nếu như anh tao có phước mà không biết hưởng, thì cứ để đấy, anh hưởng thay. Anh yêu em Như à? Anh muốn che chở cho em quãng đường còn lại. Có lẽ cuối cùng người ở bên cạnh cô lại là một người đàn ông mà cô chưa quen chưa được bao lâu. Còn cái người đi cùng cô mười mấy năm nhưng lại không thể nào đi cùng cô đến suốt cuộc đời. Đúng là tương lai không gì có thể đoán trước. Xem như là cô không có duyên với Phi, chỉ có thể ở bên cạnh nhau trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn trọn bộ câu chuyện có tựa đề Vô Phúc, một tác phẩm được viết bởi tác giả Ngọc Hằng. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và nội dung của câu chuyện và cái kết chuyện như thế nào, quý vị có thể tâm sự, bày tỏ nỗi niềm của mình dưới mỗi comment dưới video này được không ạ? Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.